Nguyễn Thị Lâm hỏi em đây. Chị Lâm ơi, mình sang bên này chưa? Chị đang xem bên nào đó chị Lâm? Em thấy có chị Hương Nguyễn này, chị Nguyễn Thị Lâm này. Tối nay công nhận là mạng nó sẽ kiểu bị không, kiểu không kết nối được với các chị em mình ý. Kiểu vậy ý các chị ạ. Mọi người ơi, mọi người đang xem live trước, mọi người thoát ra vào live mới cho em nè. Đang xem live trước thoát ra cho em nhá, vào luôn live chả đang phát đi mọi người ạ. Trời ơi, đang lên cái set chả mặc mà lại bị thoát ra mất live của mọi người ạ. Bởi vì sao? Mạng hôm nay kém. Một là mạng kém, thứ hai là các chị mình không nhận được tương tác. Mọi người không nhận được lượt tương tác của Trà, thế nên là các chị mình bị ao ra, bị văng ra rất là nhiều đúng không? À, vừa rồi có chị em mình hỏi là cổ set cổ Trà đang mặc là sâu quá. Thật ra các chị mình ơi, cái này đều nhưng mà để mặc đúng ấy, các chị có thể mặc cho em áo thun ở bên trong hoặc là áo giữ nhiệt, tức là có một áo có cổ bên trong này. Vì đây là áo khoác, set Trà đang mặc là áo ký giả form kiểu áo khoác ấy mọi người, áo khoác vest ấy. Thế nên là thiết kế này nó sẽ chỉ là cổ bẻ thôi. Bản cổ bè cổ nằm thôi mọi người nhá. Ok các chị, đúng ra là em sẽ có thể mặc áo bra ngang ở bên trong cho các chị em mình như này nữa. Nhưng mà Trà thì Trà thấy là cái phong cách nó trẻ, phù hợp với độ tuổi hơn thì Trà lựa chọn như này. Còn về các chị mình mặc có rất nhiều cách bởi vì đây là áo khoác mà. Ok các chị đẹp ơi, nhưng ngày hôm nay giá này các chị này, giá của set Trà mặc mới là giá tri ân, mới là giá mà phải. Em nghĩ là cố gắng để lên đơn đấy các chị. Bộ em đang mặc hiện tại có đủ size luôn. Em sẽ chốt cho những chị nào mà chuyển khoản trước với giá ngày hôm nay các chị nhá. Giá niêm yết là 1.295.000. Giá niêm yết là 1.295.000 đúng không ạ? Và hôm nay công ty sẽ gửi tặng các chị mình với mức giá nó sẽ tương đương chỉ bằng một chiếc gọi là gì, chân váy thôi. Bằng một chiếc chân váy thôi mọi người. 499.000 set Trà mặc. À chào em chào chị Hà Giang, em chào chị Hương Nguyễn ạ. Em chào tất cả các chị yêu đang xem livestream nha. Mọi người ơi, tối nay thì có vẻ bóp tương tác hơn buổi trưa của Trà. Thế nhưng mà không sao cả, các chị mình cùng chung tay để gọi là xóa tan cái bóp tương tác, cái lượt tương tác của Facebook nha mọi người nhá. Đồng ý với em không ạ? Bây giờ thì mình sẽ lên tiếp cho em này mọi người. Set Trà mặc ngày hôm nay có giá 499. Và em xin phép là 5 set mỗi size. Em gửi tặng cho các chị mình khi mà xem livestream của em. Nhưng mà thật sự là cái set này nó rất trẻ mọi người. Cực kỳ hiện đại, cực kỳ đẹp luôn. Với mẫu này mình có thể mặc được rất nhiều kiểu chứ không chỉ mặc một kiểu như Trà mặc đâu. Các chị có thể mặc áo thun ở bên trong, áo giữ nhiệt, áo bra ngang, hoặc là các chị mình có rất nhiều kiểu mặc áo hai dây cũng được. Mặc áo hai dây cho em bởi vì bản chất cái áo này nó là áo khoác nhá các chị nhá. Set này bình thường Trà like là 799 đúng không ạ? Sau khi sale thì sẽ có khoảng tầm cho các chị mình 599. Duy nhất hôm nay công ty gửi tặng các chị mình bởi vì em còn đủ size luôn. Full size số các chị mình này, 499.000 nhưng mẫu này rất đẹp các chị mình ạ. Ok, chốt luôn cho chị mình một set đầu tiên màu Trà mặc là kẻ đen. Ok chị nhá. Em xin phép giới thiệu lại này. Màu Trà mặc là kẻ đen, còn màu này sẽ là kẻ vàng mọi người ạ. Kẻ đen với kẻ vàng đồng ý không các chị? Mỗi mẫu ngày hôm nay em đều có đủ size số. Không biết là chị đẹp nào đang thả tim đây. Chắc là chị Lâm không ta? Chị nào đang thả like, thả tim cho em đi ạ. Mọi người ơi, với cái lượt tương tác ngày hôm nay thì em nghĩ là nếu như mà phải đông vui thì mình mới lên được mang tô đấy các chị. Thế nên là các chị mình cố gắng chia sẻ like hoặc chấm cho em đi. Bộ em đang mặc chị mới vào, dạ vâng chị Hằng. Set Trà mặc hôm nay chị nào yêu thích mình lên cho em nhá. Từ giá 1.295.000 em sale một nửa 799, hôm nay chỉ còn 499.000 thôi. Em đọc tên chị nào chị đấy chuyển khoản cho em chốt luôn. Được không ạ? Trà đọc tên chị nào chị đó chuyển khoản cho Trà và sao ạ? Công ty sẽ tặng mình luôn với giá là 499. Bắt đầu em nhận đơn này các chị này. Bây giờ thì mình sẽ không cần giới thiệu nữa bởi vì bản thân là Trà đã mặc ở đây rồi. Nên là các chị mình chỉ cần chốt cho em thôi. Quan trọng nhất là mình phải nhớ là cái gì? Set dạ, áo dạ, chân váy dạ có giá 499.000. Ngoài ra bạn này là còn là dòng luxury có đi viền trắng ở cổ nữa. Mã này chốt cho em là xả 98. Cả nhà ơi, ok chị Dung Hoàng này, một kẻ đen xịt xe hết này. Chị Dung Hoàng ơi, mình lên cho em là xả 98. Tất cả các chị mình chốt bộ Trà mặc vui lòng lên cú pháp cho em nhá. Chân váy của em còn có cả túi cơ các chị ạ. Cực kỳ sành điệu luôn. Xả 98 kẻ đen Trà mặc hoặc xả 98 kẻ vàng Trà cầm. Giá ngày hôm nay là 499.000. Tại sao Trà nhấn mạnh về giá này? Bởi vì các chị ơi, nó chỉ bằng một chiếc chân váy dạ thôi. Thật sự 499.000 các chị chỉ mua được chân váy thôi. Không thể nào mua được áo khoác vest này nữa đâu mọi người ạ. Nhớ cho em là áo này có rất nhiều kiểu mặc. Mặc như Trà thì rất trẻ, phù hợp với độ tuổi của em. Còn nếu không thì các chị mình mặc hai dây ở bên trong, mặc áo thun hoặc là áo giữ nhiệt hoặc là áo bra ở bên trong cho em. Có rất nhiều kiểu mặc bởi vì đây là áo khoác vest nha các chị nhá. Áo Trà mặc là áo khoác vest dáng crop top chứ nó không phải là dáng áo gọi là bình thường các chị mình mặc đâu. Ok chưa ạ? Xả 98 kẻ đen size S chút cho chị Dung Hoàng mở hàng cho Trà luôn. Chị Nga Nguyễn ơi, mình lên cho em xả 98 nhá.
Hiện tại mẫu em đang mặc, hello chị Đỗ 9, hello chị Lan Nguyễn. Set chào mặc, các chị chốt cho em là xả 98 kẻ đen, hoặc đây sẽ là xả 98 kẻ vàng. Mỗi một mẫu em đang còn thì các chị mình tầm 5 set thôi. Tầm 5 set thôi, nên các chị mình ủng hộ em bằng cách lên đúng cú pháp và chuyển khoản. Bộ này của em các chị mình phải chuyển khoản thì mới được chốt đơn nhá. 499 mà dạ này các chị này, mê không? Dạ này các chị mình thấy là đã mê chưa ạ? Xả 98 cho chị Hoa Dương set, chị chọn màu đi. Set em có cả hai màu, màu kẻ đen đây, còn đây là kẻ vàng cho em nhá. Lên măng tô đi em ạ. À, bao nhiêu chị em mình thích lên măng tô để trả lên à? Lên phục vụ các chị nào. Ở đây có bao nhiêu chị em mình thích lên măng tô cho em xin một dấu chấm để xóa tan cái lượt bóp Facebook đi mọi người, bóp tóc tương tác. Bóp tương tác các chị mình ạ. À, bây giờ hiện tại là chất gì em, bộ em đang mặc là dạ. Dòng sản phẩm dạ Hàn chị nhá. Set chả mặc dạ hai lớp, áo dạ, chân váy dạ. Các chị ơi các chị, bây giờ chị nào thích lên măng tô cho em xin một cái bình luận phía dưới là măng tô. Thích lên măng tô bình luận cho em măng tô đi để em làm sao mà gỡ bỏ được cái bóp tương tác của Facebook. Bây giờ các chị ơi buồn quá. Mọi người ạ, chị Nguyễn Thanh, chị Huyền, chị Hoàng Thanh Trần chấm cho trà này. Xả 98 kẻ màu đen, màu set ok chị Hoa Dương nhá. Mặc màu kẻ vàng, à chị Nguyễn Nga ơi, trà sẽ mang một set thôi chị ạ. Kẻ vàng chị em mình có thể lên trong page hoặc là bảo các bạn gửi ảnh cho. Mọi người ơi, bao nhiêu chị em mình thích lên măng tô nào. Chị Vũ Nguyệt này set trà mặc có giá ngày hôm nay là 499. Lưu ý giá này phải chuyển khoản mới chốt đơn các chị nhá. Set trà mặc là 499 nhưng phải chuyển khoản mới được ưu tiên chốt đơn được không ạ? Vì mẫu em đang mặc nó sale từ 1.3 triệu của em, hôm nay còn 499 là giá dưới giá sản xuất rồi. Nên là em sẽ chỉ chốt cho chị nào chắc chắn lấy, mình chuyển khoản, mình chắc chắn lấy em mới chốt cho mọi người nhá. Bộ trà mặc cả áo cả chân váy luôn 499.000. Nguyên set trà mặc luôn các chị mình ạ. Giá mà phải nói là thật sự là nó quá tuyệt vời đúng không các chị? Quá tuyệt vời đúng không mọi người? 400.000. Ok, chị Hoàng Thanh Tâm thì bảo là măng tô này. Còn chị nào máu măng tô nữa không? Phải đông vào chứ mọi người. Bao nhiêu chị em mình thích măng tô nữa? Chị size M nhé chị Nguyệt ơi. Chị Vũ Nguyệt ơi, mình lên bộ trà mặc là xả 98M. Chị chọn màu đi, màu vàng thì chị ghi là xả 98 vàng M kèm số điện thoại cho em. Và tất cả các chị mình chốt xả 98 phải chuyển khoản. Giá 499 không phải giá em bán nữa. Nên là các chị mình phải chuyển khoản để được tri ân và được tặng nhé mọi người nhé. Ok, chị Hiền Hoàng măng tô rồi. Vẫn ít quá, hôm nay có khi là cái lượt tương tác của các chị mình đã bị bóp từ đầu rồi đúng không các chị? Kiểu như mình không nhận được thông báo hoặc là mình bình luận mình cũng không biết ý. À không hiện lên ý. Ok, chị Vũ Nguyệt cho em xin số điện thoại. Rồi ạ, à, em biết rồi, mình lấy màu vàng xem mở. Màu măng tô dạ dáng dài em ơi. Ok, chị Hà Giang này. Đây sẽ là măng tô có hai màu đỏ đen của em đấy các chị. Mẫu này hôm nay thì em còn số lượng ít, em lên nốt nhá mọi người. Thứ hai em xem nào, chị Tâm Lương có bình luận là thứ hai mình có đặt xanh cô ban size XL đã chuyển khoản 559. Giờ không có sai, có được nhận lại tiền không? Nhắn lại. Ô, nhận lại thì phải làm như thế nào? Chị Tâm Lương ơi, có phải cái set xanh cô ba là set vest chân váy không? Chị Tâm Lương ơi, có phải cái set xanh cô ba mà cái set mà chân váy đúng không chị? Hello chị Đặng Hương. Nếu như mà set đấy mà các bạn đã bảo mà đã hết hàng rồi thì chắc chắn 100% sẽ nhận lại được tiền nha chị, bởi vì em thấy câu hỏi của mình là có hết hàng rồi thì không có sai thì có nhận lại được tiền không và nhận thì làm thế nào. Dạ vâng chị Tâm Lương, em cảm ơn câu hỏi của mình. Mình chắc chắn 100% sẽ nhận lại được tiền. Và nhận lại được tiền thế nào thì ngày mai kế toán sẽ chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của chị. Toàn bộ các chị mình lưu ý giúp em này, mình chuyển khoản để lấy hàng hoặc chuyển khoản để cọc hàng. Thì nếu như không có hàng, thưa mình vẫn có hàng đúng không? Chị Tâm Lương ơi, em thấy các bạn đi thông báo là chị mình không mặc vừa 2XL đúng không chị? Còn đâu là em vẫn có hàng. Vậy thì ok chị ạ, bạn ấy vẫn mai. Thật ra là cái này nó cũng phải là từ các bạn sale báo lên cho kế toán đã. Rồi khi mà kế toán đã duyệt rồi thì là chuyển khoản vào thẳng của tài khoản của mình thôi. Khi nào chị nhận được thì chị báo cho em biết. Còn 100% là sẽ nhận được tiền nếu như không có hàng hoặc không mặc vừa hoặc không tức là hết hàng các chị mình nhá. Chị bộ em mặc vai 36, ngực 91, eo 73, mông 91, mặc size gì em? Mông 91 à? Chị mình ơi, thật ra chị mình có thể mặc được cả size M hoặc size L đấy. Nhưng mà chị Nhung Nguyễn cho em xin chiều cao cân nặng, đầy đủ thông tin, quá chuẩn rồi. Nhưng mà chưa có cân nặng thì em đang kiểu ước lượng thôi. Set em đang mặc 499, chuyển khoản lên cho em luôn. Bạn này là xả 98 các chị ạ. Chị ơi, chuyển khoản trước miễn ship đi chị. Chị ơi thông cảm giúp em nhé. Chuyển khoản trước để được chốt đơn thôi. Còn riêng bộ trà mặc 499 em, các chị mình lấy cho em 5 bộ em cũng không free ship được. Mọi người ạ, chứ đừng nói một bộ nha, mọi người thông cảm giúp em.
5 bộ trà mặc còn không được free ship, chứ đừng nói là lấy một bộ nha mọi người. Bởi vì các chị thử nghĩ cho em đi, với cái set dạ mà có giá 499 nguyên hai sản phẩm, set trà mặc là xả 98, có chân váy chữ A co giãn này các chị này, áo là áo vest mặc được ít nhất 3 kiểu thay đổi hàng ngày luôn. Mà em tặng các chị set trà mặc là 499 thôi, nên các chị lưu ý là mình chuyển khoản để mình được chốt đơn, không chuyển khoản sẽ không được chốt đơn, còn em không free ship ạ. Xe em đang mặc là xả 98. Ok, em cảm ơn chị Tâm Lương, mong là chị sẽ ủng hộ công ty tiếp tục nha chị. Mang tô đỏ bao nhiêu chị Nguyệt Đàm? Ok, bây giờ em còn lẻ size. Má này các chị mình lên cho em là MT141. Áo này sẽ là MT141 nhá. Em còn số lượng ít lắm mọi người ạ. MT141 nha các chị, cần giấy của em ở đây. MT141 nha cả nhà ơi, có đen có đỏ. Em từ từ đếm check lại xem số lượng của bạn này đã. Em check số lượng của bạn này đấy mọi người nhá. MT141. Đâu nhỉ? Màu đen. Màu đen em còn 3S. Màu đỏ em còn 1. Ủ, đỏ đủ size. Các chị ơi. Đâu, đúng không? Đen em còn 3S1M, đỏ đủ size, các chị chốt đi. MT141 ngày hôm nay. Ôi các chị, một tin vui là áo đỏ đủ size đấy. Trời ơi, hôm qua rất nhiều chị chốt mà không có. Màu đen có SM nhưng đỏ đủ size số luôn. Em tặng các chị mình ngày hôm nay nhá. Áo này thì chắc không phải bàn nữa rồi các chị ạ. Bởi vì thật sự là hôm qua cháy đơn, cháy hàng đấy. Nhưng mà hôm nay các chị biết tại sao lý do còn không? Bởi vì các chị đại lý gửi dần về. Trong tuần này các chị đợi đại lý trên tất cả các tỉnh thành Hà Nội à, tất cả các tỉnh thành và sẽ ship về công ty để có thể lên cho các chị mình những cái mẫu mà em còn lẻ sai tổng kết duy nhất tuần này thôi các chị nhá. Áo này tặng các chị mình với giá là 899.000. MT141 màu đen em còn SM, màu đỏ em có SMLXL. Măng tô ngày hôm nay hoàn toàn là các chị mình có giá là 899, chuyển khoản măng tô em tặng ship luôn, được không các chị? Hàng này là hôm qua trả lại hết rồi. Hàng tại kho Hà Nội, tại kho trụ sở chính Trang Lai thì em like hết tối hôm kia rồi mọi người ạ. Nhưng hôm nay thì tất cả các chị đại lý đang gửi dần về. Hôm nay nhận được một ít thì em lên nốt. Ngày mai ngày kia lại các chị đại lý, các chị lại gửi thêm thì em chả sẽ lên tiếp mọi người nhá. Một tin vui cho các chị em mình là măng tô đỏ hôm qua bao nhiêu chị em mình muốn chốt mà em bảo hết rồi các chị, thì hôm nay mình cơ hội đến rồi đấy. MT141 đỏ dáng 2 cúc cho em, thiết kế form châu Âu truyền thống cổ điển. Cổ điển các chị nhá. MT141 đỏ em còn SMLXL. Em đây nhá, em đọc cho các chị xem 1S, 2M, 2L, 4XL. Đấy, màu đỏ đấy các chị mình. Chuyển khoản em free ship. Chị KM62 mặc đến đâu em? Chắc là chị mặc dài hơn em một tí thôi, nó cũng là cũng xem em. Ít nhất là phải chừng chạm gối. Nha chị, em mặc chạm gối thì chị mặc khoảng tầm qua gối hơn một chút xíu từng ngày thôi. Chênh nhau tầm 3-5cm nó không đáng kể đâu chị. Bản chất măng tô nó là dáng dài rồi. Và bạn này có kèm đai cho em nhé mọi người nhé. 899.000 áo măng tô, chuyển khoản công ty hỗ trợ ship 100% luôn. Các chị lên cho em, ví dụ như chị Nội Hoàng là được free ship rồi này chị này. Mình lên cho em màu đỏ em còn có 1M thôi. Vậy là MT141 đỏ em còn 1S, 1M, 2L và 4XL. Các chị lên đơn ra trả luôn. Còn màu đen thì mình chỉ có SM thôi các chị ạ. Riêng màu đen thì chỉ có S và M, 3S, 1M. Măng tô đỏ giá bao nhiêu em? Chị Ngô Ngọc Bích dạ, măng tô đỏ là 899. Chuyển khoản giúp em để free ship. Bạn này có giá niêm yết, giá hàng lúc đầu đấy mọi người. Giá hàng chính nhá mọi người nhá. Giá bạn này là rơi vào mức giá là 1.535.000. 1.535.000 và ngày hôm nay còn giá 899. Em hỗ trợ ship toàn quốc. Chị Lê Hoài lấy MT141. Mã này của em là MT141 đỏ CL à. CL em còn 2 chiếc này, chị cho em xin số điện thoại chuyển khoản luôn. Các chị mình ơi, giữ đơn là phải chuyển khoản luôn, ngay lập tức thì mới được lên đơn nhé mọi người. À, lên đầm đi em, hôm nay em có đầm suông. Chị Hoa Dương thích đầm suông hay đầm xòe nào? Chà sẽ lên để phục vụ các chị mình lần lượt nhé mọi người nhé. Bình tĩnh các chị mình ạ, à, măng tô chất dạ hay gì em? Măng tô này hoàn toàn chất liệu sẽ lên cho các chị mình là tuyết nhung. Chất liệu măng tô sẽ là tuyết nhung, chất vải lì lắm các chị mình ạ, à, lì mịn vô cùng luôn ấy. Với mẫu này thì các chị mình cứ nhận hàng mở ra kiểm tra, bởi vì hai lớp. Chị em mình ơi, em bảo này, măng tô dạ thì kiểu nó sẽ khác. Nhưng mà măng tô chất liệu nó lì thế này, với cái áo măng tô lì và đanh như này các chị này, thì cái form này em lại thấy thích hơn. Form áo măng tô MT141 này chả thấy thích hơn các chị mình ạ. Thử gót thử xem có được không nhá. Nhưng mà set em đang mặc là set dạ, nó khá là dày ấy. Set bên trong trà mặc là set dạ nên nó rất là dày rồi các chị mình, khó mặc ấy. Thôi để em gót thử xem có được không nhá. Mọi người ơi, lên cho em là MT141.
MT141 hôm nay có giá là 899.000. Chuyển khoản công ty free ship. Ôi các chị ơi, định mặc cho mọi người xem, nhưng mà thực sự là cái set dạng bên trong của em mặc nó quá dày. Nó quá dày để em khoác lên. Các chị em mình, bộ em mặc kẻ vàng còn M0, bộ em mặc kẻ vàng còn 2M. Bộ em mặc là xả 98, vàng có 2M ạ. Chốt nhanh thì may ra còn một suất cho mình chị Phạm Thị Song nhá. Và set chào mặc hôm nay giá cuối cùng được bằng một chiếc chân váy dạ thôi. Đây là của em cả bộ 499. Bộ chào mặc là 499 đấy các chị. Không khoác cho mọi người xem măng tô được thì thôi em sẽ cầm. Lát nữa em mặc đầm em khoác măng tô sau mọi người nhá. Mẫu này lên cho em là MT141 đỏ này. Đỏ có 1S, 1M, 2L và 4XL là hết hàng luôn. Giá là 899. Vui lòng chuyển khoản cho công ty trước để công ty hỗ trợ phí ship 100% cho các chị. Việc còn lại mình nhận hàng mình chỉ kiểm tra hàng thôi. Còn đâu là công ty đã hỗ trợ ship cho các chị đẹp rồi đúng không mọi người? Mẫu này bao nhiêu tiền em? Dạ chị ơi, chị hỏi áo măng tô hay là set trà mặc? Set trà mặc thì quá rẻ rồi mọi người. Thật sự set em mặc thì không nghĩ đến giá này luôn ấy. Bộ trà mặc là 499, mã là xả 98. Áo măng tô thì sẽ lên cho em là MT141. Mẫu măng tô này thì em có cho các chị cả đen cả đỏ cơ. Mọi người nhá, măng tô có đủ size không? Chị Hằng ơi, size lớn nhất của măng tô là XL, 65kg quay đầu, 65kg cho em. Hiện tại XL em chỉ có màu đỏ thôi. Chị ạ, chỉ có màu đỏ thôi mọi người nhá. Chị lấy măng tô và lấy set trà mặc luôn nhé. Thì chị chuyển khoản đi, em free ship cho. Mình chuyển khoản cho em đi để công ty tặng ship cho các chị. Mẫu đầm này hôm nay em còn dư vài chiếc cuối cùng này. Các chị mình chốt nốt set trà mặc đi để lát nữa chả còn đi thay mặc lên cho các chị xem nữa đúng không? Đỏ măng tô có XL chị Thanh Hoa nha chị nhá. Chị Thanh Hoa và chị Nguyễn Hằng ơi, đỏ măng tô em còn 4XL. Bộ chị mặc có size L không? Có luôn chị Phương Nguyễn. Chị em mình ơi, set trà mặc là xả 98, S, M, L, XL đủ cả. Màu em mặc là màu kẻ đen. Giá là 499. Chị Phương Nguyễn có thể lên cho em nhá. MT141 size S, chị Ngô Hiếu lấy đỏ hay lấy đen? Hiện tại size S em có cả hai màu. Khoác thử măng tô đỏ đi. Dạ em vừa khoác thử rồi nhưng mà nó không hợp chị ạ. Nó sẽ không vừa với người trà bởi vì trà đang mặc cái này ở bên trong rất dày. Set này trà mặc là set dạng, nó cực kỳ dày, nó bằng cả một chiếc áo khoác dạ luôn. Vậy nên là set trà đang mặc thì lát nữa em phải đi thay đầm, em mặc lên các chị xem. Chị vàng size M, chị Phạm Thị Song lên xả 98 vàng M. Ok nhá. Chị Ngô Hiểu lấy màu đỏ chuyển khoản cho em free ship luôn. Chị 58kg mặc size gì của măng tô? Chị mặc size L. Chị Thanh Hoa ơi, mình 58kg mặc size L của măng tô cho em nhá. Ok các chị mình ơi, măng tô cứ ở đấy, lát nữa em mặc lên em mặc các chị mình cùng ngắm. Còn bây giờ mình chốt trước đi. Chốt trước đi, lát nữa trà mặc lên cùng ngắm. Bởi vì sao ạ? Vì cái áo măng tô đấy có 1S, 1M, 2L và 4XL đỏ thôi. Đỏ là đỏ đô luôn. Các chị mình, áo măng tô đấy 899, công ty chuyển khoản free ship toàn quốc. Bộ trà mặc là xả 98. Xả 98 có kẻ đen và kẻ vàng. Mẫu em đang mặc có giá ngày hôm nay lên các chị mình có 499 thôi. Chị nào lấy hai sản phẩm rồi luôn cả hai nhá. Ghi với chị số tài khoản với. Ok các chị mình ơi, bây giờ các bạn ấy sẽ ghim số tài khoản giúp trà nhá. Hello, em chào chị Hoa Hướng Dương này. Chào em, chào chị Nguyễn Hưng. Chị Ái Vân, hello chị. Các chị mình ơi, set em mặc chốt nha, 499 thôi. Chị Nguyễn Hưng có set trà mặc chưa? Ở đây tất cả các chị khách quen, khách yêu của em đã có bộ trà mặc chưa? Nên có cho em nhá. Thật sự giá 499 là em gửi tặng các chị mình mặc trải nghiệm dạ đấy. Áo dạ đấy mọi người, đầm chân váy dạ luôn. Thôi bây giờ em lên một mã đầm kỷ niệm với các chị này. Lên mã đầm nhá. Đầm trà đang cầm ở trên tay sẽ có hai màu. Và đầm này hôm nay thì mình sẽ có màu xanh và màu xanh cho em và màu đỏ. Đỏ nó sẽ thiên về các màu đỏ. Đỏ đô nhá mọi người nhá. Đầm trà đang cầm sẽ có hai màu. Bây giờ em sẽ chỉ chốt đầm không thôi, bởi vì đầm lấy sai. Lên cho em mã này là đầm 0502.
Không, lên cho em là đầm 502 luôn đấy mọi người. Lên cho em mã đầm này là 542 chứ. Đầm này lên cho Trà là 542 nhá. Màu xanh này em còn 2S, 1M, 1L, 1XL. Mỗi size còn đúng 2 đến 1 chiếc thôi các chị. Màu đỏ còn mấy đây? Đỏ thì còn 1M, 3L, 1XL. Đầm đỏ đấy các chị mình. Em sẽ chốt đứt mã đầm này ngày hôm nay luôn, bởi vì số lượng còn rất là ít và em chỉ chốt đầm không thôi. Chị Nguyễn Hương ơi, lấy set Trà mặc đi. Set em mặc là xả 98, có kẻ vàng và kẻ đen. Kẻ em đang mặc là kẻ đen trắng, có kẻ vàng nữa. Bộ Trà mặc có giá 499. Đây là một trong những set kẻ caro nhưng mang đến vẻ đẹp vừa cổ điển này vừa hiện đại luôn. Có một cái nét thì này nó giao duyên, kiểu giao hữu các chị em mình ấy. Mà ra cái thiết kế set Trà mặc em đặc biệt em nhấn mạnh nhá. Áo em đang mặc là áo khoác đấy mọi người ạ, không phải là áo kiểu dáng bình thường các chị mình hay mặc đâu. Bộ em đang mặc các chị chốt cho em là xả 98, 499.000, chuyển khoản mới được chốt đơn. Và hiện tại em có đủ size số nha mọi người. Set Trà mặc có đủ size luôn đấy ạ. À, các chị mình ơi, không biết là mọi người đã nhìn thấy số tài khoản chưa? Nếu như mà nhìn thấy rồi thì vui lòng chuyển khoản áo măng tô, chuyển khoản set Trà mặc để được ưu tiên cho em nhé. Dạ vâng ạ, em cảm ơn các chị mình. Số tài khoản em có ghi với chủ tài khoản tên là Vi Thị Nguyệt. Nay lên nhiều mã, nay mã gì em chả xin cái. Chị Dương Huệ ơi, tối nay lên măng tô nốt chị ạ. Và đầm, măng tô này, đầm này, quần này, gì nhở, set dạ này, còn gì nữa, set vest. Đấy, em lên 5 cái sản phẩm đấy cho các chị mình nhé. Ok không ạ? Bây giờ mình chốt cho em mã đầm đi. Đầm body công sở không tay, thiết kế dáng cổ tròn, có được đính hạt cườm, đính gọi là những cái hạt cho các chị mình rất là nổi và nhìn nó như một chiếc vòng kim loại đó mọi người. Mẫu này hôm nay em gửi tặng các chị mình 459.000. Dáng đầm này là đầm công sở, mặc lên tôn vinh được cả 3 vòng các chị ạ. Nhìn em cầm vậy thôi nhưng mặc lên lợi hại lắm các chị mình. Mặc lên mà phải nói là gọi là sao nhỉ, rụng rời với cái thiết kế này luôn đấy mọi người. Chị Tú Đan bảo hàng đẹp quá, cảm ơn chị. Mình lên cho em mã đầm này là D542. D542 hiện tại màu xanh Trà đang cầm đây, xanh cổ vịt đây các chị ạ. Mình sẽ có cho em là 2S, 1M, 1L, 1XL. Tổng cộng 5 chiếc đầm màu xanh. Còn đúng 5 chiếc thôi mọi người. Chất liệu co giãn đầm công sở có giá 459.000. Thật sự các chị mình ơi, riêng so với cái giá niêm yết của cái chiếc đầm này thì cũng có ít nhất cho em là 855. Đầm này có giá niêm yết sẽ là 855.000 các chị mình nhá. Hôm nay sẽ còn có giá 459 thôi. Ở đây có chị nào chưa chốt được đầm này không? Hôm nay mình lên cho em, hay là em mặc nhỉ? Có khi là em phải mặc đấy các chị ạ. Thật sự chứ bây giờ không mặc các chị mình ngại chốt quá. Không có áo khoác đi cùng đầm mà em có áo khoác đi cùng đầm nhưng nó không còn size nữa chị ạ. Nó không còn cùng size nữa nên là em tách set. Nên là em like rồi. Nếu như mà chị nào mà thấy em đọc mà may mắn là có size của mình thì các chị chốt luôn cả hai món cũng được. Thật sự là cái này đi cả bộ hai món, nhưng bây giờ thời điểm hiện tại em hết sạch rồi. Và đây là hàng đại lý gửi về nên nó càng lẻ nữa mọi người nhá. Ví dụ như là đầm thì em còn S, M chẳng hạn, thì áo khoác em còn L, XL thì nó bị chênh nhau, nên là em sẽ like riêng luôn. Còn chị nào mình cảm thấy mình vẫn mặc được thì mình chốt cả hai được, không sao cả. Đúng ra của bạn này vẫn là cả hai món mọi người nhá. Thôi bây giờ Trà đi thay đầm đi. Thay đầm cho các chị mình cho nó đây nhá. Em mặc đầm này lên cho các chị. Màu đỏ này thì em còn 5. Màu đỏ này em còn 4 chiếc. Màu đỏ em còn 1M này, 3L, 1XL. Trà đi thay đầm nhá mọi người. Thay đầm nếu như tiện thì em khoác măng tô, nhưng mà măng tô nó sẽ không cùng size với đầm đâu. Bị lẻ size, chênh size rồi các chị mình ạ. Mã đầm này chốt cho em thử đổi em đi mặc lên cho các chị xem. Nhưng các chị đừng quên set Trà mặc nha, set Trà mặc 499 thôi. Mọi người ơi, set em đang mặc kẻ đen trắng, em có 5S, 5M, 5L, 5XL. Bộ em đang mặc này mọi người này. Bây giờ thì chờ em đi thay đầm nhá, vì có khi đầm mặc lên các chị mới chốt được. Thank you.
chốt đầm trà mặc này các chị này. Lên đơn đầm trà mặc nhá, mặc đi em ơi, đây em mặc lên rồi các chị ạ. Đúng là đầm này phải mặc lên thì mình mới thấy được cái form dáng hoặc là mình mới thấy cái kiểu nó rất là đẹp luôn mọi người. Đầm em đang mặc đây là trà mặc size M. Vì đầm màu đỏ hết S mọi người. Đầm màu đỏ hết S rồi, em đang mặc size M. Nhưng mà các chị mình nhìn cái form này. Các chị ơi, đây là M nhá. Em còn mặc S lên thì cái form nó còn nét đúng hình chữ S luôn, đường cong hình chữ S luôn các chị ạ. Có 459.000 thiết kế đầm trà mặc thôi, chốt nốt cho em. Màu đỏ này em còn 4 chiếc, em chốt hết luôn các chị mình nha. Chuyển khoản mới được chốt đầm được không các chị? Mã này mình lên cho em là D542. Đầm chất liệu co giãn đàn hồi này các chị này. D542 là mã sản phẩm. Giá là 459.000. Em còn cho mình 1M. Mình sẽ còn lên cho em mã này là 1M này, 3L và 1XL. Vậy là bạn này em còn 4 set đó mọi người. 1M, 3L và 4XL. Các chị chốt cho Trà luôn đi. Mã sản phẩm lên luôn cho em là gì ạ? Đầm là D542. Bạn này mình lên cho em là D542 nhá. Màu xanh trà mặc đây. Nhìn quay trước quay sau các chị xem cái form này. Còn áo khoác màu đỏ M không em? Áo khoác màu đỏ M thì hiện tại em đang... Bạn này để em kiểm xem nào. Bạn này là MT142. MT142 để em xem còn không nhá. Đỏ em còn LXL chị ạ. Đấy như em có nói với các chị rõ ràng đúng không? Đúng không ạ? Đỏ bây giờ em chỉ còn LXL măng tô. Đầm em có MLXL. Em cho chị nhìn lại set kẻ vàng. Ok chị luôn. Set kẻ vàng bộ vừa rồi chào mặc đẹp lắm chị ơi. Set kẻ vàng này phải nói là màu tây ấy mọi người. Chị lên set dạ nâu tây đi ạ. Chị Thúy Đặng là cái màu em bộ em đang treo à? Có, em sẽ có lên đấy mọi người. Đây chị xong mình nhìn lại set để cho em là xả 98. Xả 98 màu này sẽ là màu kẻ vàng. Các chị nhìn chất dạ nhá. Hàng hai lớp này. Riêng cái em đánh giá cái đi viền trắng ấy nó rất nổi luôn mọi người ạ, rất sáng, kiểu sáng khuôn mặt ấy, nhìn khuôn mặt của mình vi lai hơn rất là nhiều luôn. Đây chính là cái set bộ em đang cầm này. Bộ này chốt cho em là xả 98. Xả 98 hôm nay có giá lên với các chị là 499. Hiện tại màu này em còn gì? 3S, 2M, 5L, 5XL các chị. Đây, kẻ vàng này. 3S, 2M, 5L, 5XL chốt nhanh cho em. Chân váy này sẽ là một trong những thiết kế chân váy có túi luôn mọi người ạ. Có túi chéo như này luôn các chị nhá. Chốt thôi mọi người ơi. Set này quá là mãn nhãn rồi. Mình lên cho em cùng khác là xả 98 kẻ vàng. Còn đầm em đang mặc các chị này. Đầm Trà đang mặc có 2 màu nha mọi người. Set đầm em đang mặc có 2 màu các chị chốt cho em. Khoác áo măng tô đỏ đi nhưng cái đấy là sẽ XL chị ạ. Thôi rồi lát nữa em khoác cho các chị xem. Áo măng tô đỏ cùng bộ với cái này thì bên chỉ có size lớn thôi. Nên là em mới bán rồi là vì thế. Em mới tặng rồi và giá nó cũng sẽ tốt hơn là vì vậy các chị mình ạ. Đầm em đang mặc là D542. Màu trà mặc là đỏ đô. Đầm dáng không tay em có MLXL. Còn màu xanh cổ vịt, xanh cổ vịt thì mình có cho em là SMLXL. Xanh cổ vịt thì mình có SMLXL cho Trà nhá. Nguyên đầm này hôm nay gửi tặng các chị mình với giá là 459 ạ. Đầm hôm nay có giá là 459.000. Chị nào yêu thích mình chốt cho em là D542. Mã đầm sẽ lên cho Trà là D542 nhé mọi người. Có co giãn không em? Chị ơi nhìn chất này. Nhìn cái đầm này nó ôm, nó tôn form các chị mình ạ. Thật sự là em đang mặc mờ đấy. Quên mất không mặc màu xanh, màu xanh có S này. Màu đỏ này em thích quá nhưng mà em mặc mờ nó rộng. Nhưng các chị ơi cái chất này nó co giãn nhé mọi người. Chất co giãn đàn hồi cực kỳ mềm mại luôn. Mà giá của đầm nó chưa đến 500 các chị ạ. Giá niêm yết là 835.000. Đúng không ạ? Mà trên live của Trà hôm nay đầm mà chưa đến 500.000 luôn. Măng tô đỏ cổ vết mã gì bé ơi? Mã gì bé ơi à? Thế chị bé lên luôn nhá chị. Lên luôn cho các chị mình măng tô cổ vết nhá. Lên cả hai màu luôn, cả đen cả đỏ luôn. Xả 98 kẻ vàng size L. Ok chị mặc hiểu cái set này 499 thôi chị ạ. Mình rủ luôn cả chị em đồng nghiệp đối tác hoặc là gọi là những người thân quen của mình vào đây chốt xả 98 cho em đi. Các chị mình chốt xả 98 luôn đi vì 499 nó cực kỳ hoan hỉ. Bây giờ em mặc măng tô nhá. Mặc măng tô lên cho các chị. Em lên em đẹp lên phết đẹp lung linh à. Dạ chị Trà Xuân này, chị đang hỏi là chị 58kg có phù hợp không. Ok, lên măng tô cổ vết cho em mã này là MT141. Mẫu này mình chốt cho em là MT141. Em chốt từng mã một, các chị cứ bình tĩnh. Măng tô hôm nay Trà mặc hết luôn. Em đi thay đầm rồi. Em đi thay đầm để em mặc măng tô đấy các chị đấy. Đầm cổ vest màu đen Trà đang mặc ở đây kèm đai lưng này các chị này. Nhưng mà em sẽ cài ở đằng sau để nó chiết yêu mạnh hơn, tốt hơn nhá. Có bộ gi lê không em? Gi lê em còn bộ này nhưng không biết chiều chốt hết chưa. Đây,
Zile còn 0206. Zile này em tặng 299 cả bộ luôn, áo với chân váy. Ok mọi người, chốt áo măng to trà mặc này, em đọc lại này, MT141. Màu đen hiện tại đang có trong khung hình em còn 3S1M. Áo măng tô đen này em còn 3S1M, đây là hàng đại lý gửi về đấy các chị. 3S1M áo măng tô đen chả đang mặc, dáng vest truyền thống đúng không ạ, cổ điển đúng không các chị nhỉ. Bản cổ thì sẽ là cổ bẻ cho em, còn thiết kế đai và bản này sẽ là áo hai cúc nhé mọi người. Đây là sẽ là hai cúc cho em này. Màu đen chả mặc SM, chuyển khoản với giá 899.000, công ty tặng ship luôn đúng không các chị. Măng tô đen chả mặc chốt là MT141, màu đen em có SM, 899, chuyển khoản, chụp màn hình lại, free ship toàn quốc cho em. Ngoài ra thì bạn này có cả màu đỏ, riêng đỏ thì em có đủ size các chị mình ạ. Màu đỏ này hiện tại đang có đủ size các chị nhá. Măng tô em chả đang mặc size S đấy, chuẩn mà. Em chọn size S em mặc mà chị, cái này cũng size S này, để lát nữa chả mặc cho các chị xem. À chị em mình ơi, măng tô chả đang mặc size S, các chị nhìn nó eo không, gọn không các chị. Đằng sau này, quay đằng sau đây các chị nhá. Dáng này em nhấn mạnh lại là dáng vest hoài cổ, dáng vest cổ điển mới có cái dáng châu Âu như thế này. Chứ còn hiện đại bây giờ dáng vest nó sẽ được mix match nhiều kiểu khác nhau. Nhưng với em, những cái gì ngày xưa, những cái gì nét đẹp cổ truyền, kiểu có mang cái nét cổ điển nó vẫn đẹp, vẫn ấn tượng với Trà nhất mà nhìn nó vẫn sang. Các chị công nhận không? Riêng cái dáng cổ này các chị em mình mặc 10 năm nữa vẫn rất sang luôn. 899.000 áo măng tô Trà mặc và có cho các chị mình free ship nếu như chuyển khoản. Chuyển khoản cho em nhá. Màu đen em mặc còn 3S1M, 4 chiếc, hai lớp giày dạng bản hai cúc măng tô cổ bẻ đó. Cổ bẻ này đúng là từ những năm 42 ngày xưa đấy các chị. Rồi ạ, màu đỏ đô này, chốt cho em MT1. Các chị ơi, chị Ngô Ngọc Bích ơi, mình lên cho em là MT141 đi, vì lát nữa trả lên hai mã măng tô nữa cơ, nếu như không có mã các bạn thì không chốt được đâu chị ạ. Tất cả các chị mình lên cho em là MT141 là áo em đang mặc. Màu đỏ thì em còn mấy S đấy. Ôi gửi các chị ơi, màu đỏ em có 1S thôi, chắc là không biết là chị nào chuyển khoản trước thì em có khi là hết hàng rồi. Hết hàng rồi mọi người nhá. Màu đỏ em còn 1S2M. Ở đó, 1S, 1M, 2L và 4XL. Đỏ đấy, đỏ là 1S, 1M, 2L và 4XL, đỏ đô này. 899.000 chuyển khoản, công ty hỗ trợ phí ship toàn quốc mà ship đến tận cửa được các chị mình luôn. Mình mở ra mình bắt đầu kiểm tra hàng cho em. Hàng măng tô này sẽ có giá niêm yết là 1.535.000. Giá niêm yết là gần triệu sáu các chị em mình. Hôm nay 899 còn được chuyển khoản free ship luôn. Màu đỏ này em đang còn đủ size này, nói đủ size cho oai thôi mọi người, chứ thật ra là mỗi size còn một chiếc à. Còn màu đen trà mặc thì chỉ có SM. Quay sau cho chị xem, dạ đây, quay luôn chị ạ, quay luôn đằng sau cho các chị xem này. Dáng form này mặc lên lịch sự mà nhìn nó cảm giác kiểu như là thanh lịch ấy mọi người ạ. Thanh lịch vô cùng luôn. Chị chốt măng tô đen trà mặc nhé. Chị ơi, chị chuyển khoản cho em được không? Chị mặc hiếu này, chị mặc hiếu lấy xả 98 và lấy MT141 đỏ XL. Ok, chị có hai sản phẩm luôn. Em ơi, cho chị xem đằng sau. Dạ vâng ạ, đằng sau nhìn eo và gọn lắm. Em cảm ơn chị Ngô Ngọc Bích nha. Chị có MT141 sẽ nhắn tin cho em đi, xem các bạn ấy check còn không. Sợ là chị chuyển khoản đã hết rồi, hết hàng ấy mọi người. Nhắn tin trước khi chuyển khoản nha các chị nha. Đây, dáng đằng sau các chị nhìn cho em này. Lưng này, võng lưng, sống lưng này, eo này, hông này, cực kỳ gọn và sao ạ, cực kỳ thu hút luôn. Tư vấn size đi em. Chị mình cho em xin cân nặng chiều cao để trả hỗ trợ cho mình. Tất cả các chị mình chốt trên like thì vui lòng cho em thông tin. Thông tin của mình là chiều cao, cân nặng này, hoặc là để lại cho em những cái số đo để em tư vấn các chị nhá. Cho coi áo sơ mi đi em, chị Như Minh. Áo sơ mi hôm nay trả lên hai mã này chị. Hôm lên trước một mã thôi. Hôm nay sơ mi em lên các chị mình hàng lụa Hàn. Lên sơ mi lụa Hàn cánh tiên mọi người ạ. Các chị có nhớ cái áo này không? Ở đây có chị nào thích lên sơ mi lát nữa em tặng nào. Cuối like nhá, sơ mi cuối like đi. Sơ mi với quần để cuối like mới lên cho các chị. Rồi ạ, bộ em áo em đang mặc bao nhiêu ký vừa? Màu đen thì em đang còn SM là từ 40 cho đến 55 ký vừa. Riêng màu đen ạ, màu đen chả mặc có SM thôi các chị. Còn màu đỏ thì em có SML XL, thì mắc nhất là 65 ký. 64, 65 ký cho em là XL của màu đỏ các chị mình nhá. Với size số này thì sẽ còn rất là ít, thế nên là em chả cũng sẽ ưu tiên và chốt trước thôi mọi người. Em sẽ ưu tiên chốt trước các chị nào mà nhanh tay cho em đồng ý không ạ? Sơ mi để lát nữa trả lên nha mọi người nha. Tổng kết lại MT141 cho em này. Tổng kết lại măng to luôn, từ 40kg đến 50kg mặc S, 49 đến 55 mặc M, từ 55 đến 60 mặc size L và từ 58 đến 64 mặc XL cho em nhá. Đấy là măng to. Măng tô trà đang mặc các chị chốt cho em là MT141. Lên cho em mã này là MT141. Màu đen trà mặc chỉ có S với M.
Màu đỏ em mặc, màu đỏ em đang cầm, mình có 1S, 1M, 2L và 4XL. Ok các chị, 899.000 áo manto cổ vest thanh lịch 2 cúc. Bản này được tặng kèm thêm một bản đai nữa. Và chắc chắn đến 99% là gì ạ? Là thiết kế này sẽ có đệm vai đẩy form nên các chị mình có đệm mút ở cầu vai các chị này. Xuất sắc chưa mọi người? Giá vẫn là 899. Lưu ý chuyển khoản cho em nhá. Hôm trước các chị mình hỏi cái này không có để mà chốt hết. Hôm nay ưu tiên chị nào mà nhanh tay này, coi như mình đang rất là may mắn. Rất là may mắn đúng không ạ? Màu em đang mặc là màu đen. Trà đang mặc là màu đen nha các chị. Rồi bây giờ tiếp tục Trà sẽ chuyển sang cho các chị mình cái măng tô tiếp theo. Bên trong em đang mặc là đầm D542 mọi người ạ. Có chị là thích đầm không? Đây, không cài đấy các chị xem cái dáng. Đây nhá, mọi người nhìn dáng bay thêm này. Là cực kỳ sang luôn chứ không phải sang đâu mọi người ạ. Siêu cấp đấy, hàng cầu đẳng cấp siêu cấp luôn đấy các chị. Hôm trước Trà lên mã này là mã VIP đấy chứ, đâu phải mã thường đâu các chị em mình. Áo măng tô là 899, chuyển khoản free ship cho em nhá. Chốt cho em là MT141. Đầm bên trong Trà mặc 459.000. Đầm bên trong em mặc là D542. D542 Trà mặc có giá là 459. Màu đỏ em mặc đang có đủ size số đầm. Đầm nha các chị nhá. Đầm này là mặc mình có thể mặc được với tất cả các áo khoác. Ví dụ như để mặc măng tô, để mặc với áo vest, hay là các chị mình để khoác áo lông ở bên ngoài nó cũng rất là sang đúng không ạ? Rất là quý tộc luôn. Các chị nào có câu hỏi gì về size hay có câu hỏi gì về sản phẩm, vui lòng để lại cho em bình luận phía dưới nha các chị nhá. Sẵn sàng chưa ạ? Ok, bây giờ Trà qua luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ lên một mã măng tô tiếp theo. Mã măng tô tiếp theo thì nó sẽ lại là quá là hợp so với cái đầm bên trong em mặc bởi vì nó đồng chất. Nhưng măng tô lên bây giờ em đang mặc ở size L này. Bây giờ em mặc thử size L nhá. Em mặc hơi rộng thì các chị đừng chê em nha, bởi vì cái này nó size lớn quá. Em thì không mặc vừa rồi chị ạ. Chị nào thích măng tô cho nốt là MT141 đi. Măng tô có giá là 899, chuyển khoản cho em free ship ạ. Có áo di lê không em? Áo di lê hôm nay thì Trà không lên, em lên xếp phép nhá. Thôi, các chị mình không like măng tô nữa, để đấy cuối like em mới tặng. Bây giờ không lên măng tô nữa, dỗi rồi các chị mình ạ. Lên xếp phép. Lên xếp phép cho em mã này. Một bộ duy nhất, tặng luôn. Lên cho Trà xếp phép này đi các chị. Bộ này là vest tay lỡ, quần ống su ống đứng. Quần ống đứng nhưng mà bản này là ống su nhẹ. Đây nha các chị nhá, quần này. Quần nó sẽ hơi su nhẹ một chút. Áo sơ mi, áo vest chứ. Áo vest tay lỡ Hàn Quốc có phối kẻ caro. Mã này chốt cho em xả 51. Xả 51 hiện tại hôm nay em còn cho các chị mình 1S, 1 mấy mọi mấy set. 1S, 1M, 1L, 1XL đủ size 4 bộ. Em còn 1 dây, 1 G nhé mọi người, 1 G luôn em tặng 499.000. Chuyển khoản cho em trả chốt luôn. Các chị mình ơi, một tin vui là bạn này có đủ 1 dây S, M, L, XL và mỗi size chỉ còn duy nhất một bộ thôi. Các cả nhà ơi, cả nhà chốt cho Trà đi. Mã này là xả 51, một bộ màu xanh. Chỉ có xanh thôi. Nhưng áo là áo vest tay lỡ, cổ là cổ thiết kế kẻ nên nhìn nó trẻ trung lắm. Chưa kể đến cái dáng quần là gì ạ? Quần ống su nhẹ cho em nhá. Đầm em đang mặc có đủ size chị Hoàng Quỳnh. Đầm Trà mặc là D542 là mã. Giá là 459.000 các chị ạ. Đầm em đang mặc không những là lên form đẹp mà còn co giãn nữa các chị. Hai lớp luôn. Thiết kế đầm của Trà mặc hai lớp luôn. Màu này là màu đỏ đô các chị nhá. Chị nào yêu thích đầm Trà mặc thì mình chốt luôn cho em là D542. Còn bạn vest xanh này thì các chị chốt cho em sẽ là xả 51. Một thiết kế vest hai lớp, dáng tay lỡ. Phần gấu có sắn gấu gặp gấu LV cho em này. Quần thì sao ạ? Quần suông và cúc thì sẽ là hai cúc bản lệch cúc gỗ luôn. Các chị mình, set này có giá 499 thôi nhưng mà mặc lên form nó mê, nó ngất luôn, ngất lịm luôn các chị ạ. Lên tiếp bằng tô đi chị Lê Thành Đạt. Em like xen kẽ nha mọi người. Em sẽ lên cả măng tô, cả sơ mi nhưng mà em like xen kẽ. Chị nào mà có thời gian thì mình đón xem chương trình like của em. Hoặc không thì các chị dành thời gian xem lại cũng được. Tuy nhiên xem lại thì chưa chắc là đã còn hàng đâu các chị mình nha. Bộ đang cầm là set vest thanh lịch cho em, chốt cho em này 499. Ở đây có chị nào mà chưa chốt được mẫu này thì mình tranh thủ chốt nhá. Bởi vì em biết là có nhiều chị là mình đã chốt rồi, đã mặc xong cái set này rồi. Hôm nay thì em Trà xả nốt thôi mọi người ạ. Em đây, mã này mình lên cho em là xả 51. Xả 51 nha các chị mình. Lưu ý giúp em bộ xả 51 này em còn 1S này, 1M này, 1L, 1XL. Tức là các chị hiểu cho em là đủ size. Và mỗi size còn đúng một bộ, tức là nó đi theo dây, theo gì ấy mọi người. Một gì duy nhất thôi. Chị nào chuyển khoản đến công ty lại chi ăn thêm một mức độ nữa cho các chị, tức là một sâu hơn, là 459.000.
em còn nổi em còn lên cho các chị mình set này là 4 set, 4 bộ, 4 size. Tức là mình còn nguyên 1 giây thôi. Nhưng mà các chị ơi, chuyển khoản 459.000 thì mình chốt đi chứ còn gì nữa các chị. Mua mặc, mua tặng hoặc là mua thêm một màu nữa mà thay đổi cũng được. Nghe là vẫn hợp lý đúng không ạ? 459.000 set vest màu xanh nha. Em có một màu thôi nhưng mà thôi tặng nốt cho nó hết các chị. Tặng nốt cho hết luôn. Chị My Trần ơi, mình chị My Triệu ơi, mình lấy đầm trà mặc thì chốt cho em là 0542 với. Lên cho em là đầm 0542 với chị. Đầm trà mặc thì 0542 màu đỏ. Màu đỏ em còn sorry mọi người, hết S đầm màu màu đỏ em mặc hết S rồi mọi người ạ. Chỉ có 1M, 3L, 1XL thôi. Các chị ơi, đầm đỏ trà mặc không có S đâu, mọi người đừng chốt S nhá, tội em. Đầm em đang mặc chỉ có ML, XL thôi các chị. Em nhầm đấy mọi người ạ. Lên đầm trà mặc là D542. Bộ vest trà cầm là bao nhiêu các chị mình xả 51. Áo dạ dài đi shopper hơi các chị vẫn đang máu măng tô lắm. Nhưng mà măng tô thì nó cũng sẽ chỉ có những cái set mà em còn dơ cho mọi người thôi. Không có ở đây tức là không còn hàng nữa. Nên là các chị mình cố gắng tranh thủ. Phải tranh thủ để được chốt đơn đấy các chị ạ. Xả 51 size S màu chị Thanh Trần là có một bộ thôi chị ạ. Chuyển khoản cho em 459 luôn. D542 chị 62 ký mặc size gì chị? Hoàng Quỳnh mặc XL. XL nó còn giãn đẹp lắm chị yên tâm. Eo này, nhìn eo cho em này. Thích lắm luôn đấy mọi người. Các chị em mình thường thường có một cái tâm lý là gì? Mặc body đó, mặc body công sở á thì nó khó chịu lắm em ạ. Hoặc không thì nó sẽ bị kích lắm em ơi. Nhưng các chị ơi đây, nhìn chà mặc body đi. Chà rất thoải mái, chà rất tự tin và thậm chí là em còn rất thích mặc nữa các chị mình ạ. Bởi vì sao? Bản thân em thì em nghĩ là các chị mình ở đây ai cũng có một cái thế mạnh riêng trên cái ngôn ngữ hình thể của mình. Ai cũng sẽ có thế mạnh. Thế mạnh của trà các chị mình biết là gì không? Là mỗi cái đôi chân thôi. Nên là em lại thích mặc những cái thiết kế nào đầm dài hoặc là đầm body hoặc là maxi ấy, thì nó rất là hợp với em. Còn nhiều chị em mình ở đây còn có rất nhiều những cái ưu điểm khác nhau. Mỗi một chị ở đây đều có một cái thế mạnh đúng không ạ? Nên là mình hãy phát triển cái thế mạnh ấy lên. Như có một câu nói em thấy rất là hay là gì? Ưu điểm thì mình cứ khoe ra, khuyết điểm thì mình làm sao mình cố gắng là mình đậy che lại cho em, đúng không các chị? Thế nên là những cái yếu tố trang phục nó sẽ giúp các chị hoàn thiện bản thân mình hơn đấy. D542 SL là đầm trà mặc nhá chị Trang Lê ơi, mình lấy cho em màu trà mặc là màu xanh nhá. À, màu em mặc là màu đỏ nhá. Bởi vì đầm em đang mặc là D542 có hai màu và cả hai màu đều đủ màu xanh thì em có đủ size. Còn màu đỏ trà đang mặc thì sẽ chỉ còn size ML, XL thôi. Em giới thiệu lại đầm trà mặc này, vì rất nhiều chị hỏi, mặc lên form cái nhiều chị hỏi luôn. Chị em mình chốt cho em mã này là D542. Màu xanh em có S, ML, XL, mỗi size một chiếc. Màu đỏ trà mặc thì chỉ có ML và XL thôi. Màu đỏ thì em đang mặc thì chỉ có ML, XL thôi các chị ạ. Đầm em đang mặc không có S màu đỏ đâu. S thì chuyển sang xanh nhá mọi người. Lên màu xanh cho em nhá mọi người. Chị lên chị xem dạ kẻ em ơi, măng tô kẻ à chị? Măng tô kẻ còn một chiếc duy nhất này chị này. Toàn size lớn không à mọi người ơi? Toàn size lớn không? Khoác thử cho các chị xem nhá. Khoác thử luôn nhá. Nhưng mà size lớn ấy, em mặc nó sẽ rộng lắm, các chị thông cảm. Nhưng mà vì đẹp nên là em muốn khoác thử cho các chị. Lên mã này cho em là măng tô 140, xem còn mấy chiếc nào. MT 140 á. Mặc cái này lạnh quá các chị ạ. MT 140 đâu? MT 140 đâu? Sao không thấy MT 140? MT 140 duy nhất một chiếc XL các chị ơi. Đúng một chiếc size XL thôi cả nhà ơi. Chốt cho em bạn áo kẻ này nhá. Ok chị Trang Lê ạ, mình lấy đầm em mặc luôn màu đỏ đi. Vậy là đầm trà mặc còn 2XL thôi. 1M này, 1L và 2XL các chị nhá. Chốt đầm em đang mặc thì cố gắng là mình đẩy nhanh tốc độ. Bởi vì càng ngày nó càng giảm dần số lượng với các chị. Chuyển khoản thì bao giờ cũng được, thứ nhất là được giá tốt hơn. Thứ hai là khi chuyển khoản mình còn được free ship. Nếu như đơn hàng để em có nhắc ở trên line là sẽ được hỗ trợ ship luôn các chị nhá. Tức là mình rất nhiều quyền lợi khi chuyển khoản đấy. Đầm em mặc là 459. Lên cho em là D542. Có xanh thì đủ size số, có đỏ thì chỉ có ML, XL thôi. Đầm trà mặc thì có 1M này, L này và 1XL nhá là hết rồi. Bây giờ em lên mã này có đúng một chiếc size L. Đây là măng tô kẻ. Măng tô kẻ bạn này thì cái phần đai và phần cổ nó đều mix màu cho các chị em mình ấy. Mã này nha, em có đúng một chiếc size L thôi. Chị nào size L chút chút cho em.
Mã này mình lên cho em là MT140 nhá. Một chiếc CL duy nhất. Một chiếc CL duy nhất thôi các chị ạ. MT140. Đó. Đây là em đang mặc CL, nó sẽ rộng vai, các chị nhìn thấy không? Vai của Trà đây này. Đây là vai của em ạ, à. Nhưng mà cái vai này nó ra tận đây cơ. Cái này chắc là 53, 36, 37. Vai CL nhá mọi người nhá. Đây, các chị mình. Vậy Manto kể chị không vừa rồi. Dạ vâng, chị An Nhiên ạ, không sao. Mình có thể tham khảo thêm mẫu khác cho em. Ở đây có chị nào mặc CL không? Trà tặng luôn ạ, một chiếc duy nhất thôi. Chuyển khoản mẫu này em tặng ship luôn. Nhưng các chị công nhận với em là cái này phối màu đẹp không? Toàn thân là kẻ hết. Toàn thân là kẻ, cổ và đai là đi cùng màu. Cùng tông luôn, cùng gam luôn mọi người ạ. Áo măng tô Trà mặc rất đẹp, rất xinh, rất sang và rất trẻ. Bởi vì họa tiết kẻ caro là họa tiết phải nói là mang đến cho các chị mình một trong những họa tiết thế giới rồi, đúng không các chị? Nhưng mà em còn một bộ một chiếc CL thôi. 53kg thì em sợ hơi rộng. Phải 55kg thì là đẹp. Tầm 5, thêm một chút nữa là đẹp đấy. Rồi ạ, lên cho em mã này là măng tô MT140 nhá. MT140, à đây, túi ở đây, cứ đi tìm túi. MT140 duy nhất một chiếc CL cái chị mình nhá. CL dưới 60kg mặc đẹp, eo không? Eo gọn luôn. Có đai mà các chị, cổ vẫn là cổ vest. Nhưng mà nó phối màu đẹp, phối đồng điệu, sự liên kết trong một cái set đồ ấy các chị. Bạn này mình chuyển khoản cho em free ship giá là 859.000 bạn này luôn. Chốt cho em áo măng tô này 859.000 ạ. Duy nhất một chiếc CL thôi. Có hơn em cũng không chốt được nữa nha mọi người. Kể cả mấy chị chốt em cũng không chốt được luôn nha. Chất này sẽ vô cùng mịn và lì nhá mọi người nhá. Chất liệu măng tô bao giờ hàng đầu cũng cực kỳ mịn và lì cho em. Và bạn này thì em có túi trước, có hai cái túi ốp ấy mọi người ạ. Sẽ có hai túi ốp, túi ngực như này. Đó, các chị thấy không? Rất tiện, để chìa khóa, để điện thoại, để tiền. Mình đều rất là tiện luôn. Form đằng sau đây các chị nhá. Bản em đang cài ở đây rồi. Mẫu này mình chốt cho em duy nhất một chiếc CL, em tặng các chị mình là 859. 859 chuyển khoản cho em. Chị thích quá mà lại không vừa rồi. Dạ vâng ạ, không sao chị mình ơi. Mình tham khảo thêm những cái mẫu đằng sau lưng em cũng được. Thật sự là cái áo kẻ này nó đẹp, măng tô kẻ này đẹp chị ạ. Có CL thì nó hơi tiếc một chút thôi. Nhưng mà vì hàng đẹp nó không có nhiều size đâu. Chỉ có một chiếc duy nhất các chị nhá. 30 giây cuối cùng ngắm nhìn cho em bạn này. Mã này lên cho Trà là MT140. MT140 có giá lên trên livestream của em ngày hôm nay sẽ là bao nhiêu các chị? 859.000 chuyển khoản free ship luôn. Tính ra nó cũng sẽ hơn 700.000 cái áo này thôi các chị ạ. Nhưng mà hợp lý, nhưng mà chất lượng. Đúng không các chị? Cổ của em đang mặc là dáng cổ vest, mặc là dáng bẻ nhá mọi người. Đây này các chị nhìn thấy không? Bên trong này. Và các chị mình xem bên trong cái áo măng tô này nhá. Size L là phải quất luôn. Size L là phải dinh luôn ý chị ạ. Chậm là hết, chậm hàng bây giờ là. Các chị mình ơi, chậm một cái là không vào Sài Gòn không có mà mua luôn đấy mọi người. Bởi vì đây là chỉ có thiết kế thôi. Còn xay của các chị về. Còn xay gì ạ? Còn như nào? Kiểu xay mà mấy cái kia kiểu xay được. Thế thì chị em mình mà thích cái áo này các thì các chị cứ chốt, cứ để lại thông tin với các bạn đi. Chắc xay các bạn sẽ báo. Đúng rồi ạ. Vậy thì các chị mình thích cái bảng áo măng tô MT140 này thì các chị vui lòng là mình cứ chốt theo size của mình mặc. Ví dụ như chị chuyên lực này mình mặc M này thì chị cứ để M đi. Để em tìm trong kho xem có còn không. Bởi vì các chị đại lý mới chuyển về thì kho của công ty cũng chưa kịp xuất mà chưa kịp nhập số lượng đấy. Đây chưa kịp vào ấy. Đấy, các chị mình thấy không? Thấy không ạ? Mình chốt cho em mã này. MT140. Ví dụ mặc M chốt M, mặc S chốt S, mặc L chốt L. Trên tay em đang cầm là L này, hoặc là XL chốt cả XL luôn để em xem còn hàng không. Nếu như còn hàng thì em sẽ ưu tiên cho mình. Còn hết hàng rồi thì các chị cứ thông cảm mình lựa thêm mẫu nữa, được không các chị đẹp? Giá bạn này là 859.000 chuyển khoản cho công ty free ship toàn quốc và tặng kèm thêm một đai. Nhưng các chị ơi, phối màu kẻ này đẹp lắm. Màu này phối màu kẻ rất đẹp luôn. Em có một màu thôi ạ. Mẫu này em còn duy nhất một màu thôi các chị nhá. Chị mịn luôn ấy chị, chuẩn luôn ấy. Chị An Nhiên ơi, mình không vừa mình mặc XL đúng không? Chị hay mặc size M. Nếu như vậy chị cứ chốt đi, khả năng là có đấy. Vì mình đã thích rồi chị cứ chốt đi chị ạ. Em này em mặc cái chị mình thích là phải nhích luôn. Thích là phải nhích luôn. Sang xịn mịn luôn. Đúng các chị, rồi. Bây giờ mình lên một bộ tiếp theo đấy các chị nhá. Ô hôm nay toàn vest đẹp thôi mọi người ạ. Hôm nay toàn vest đẹp đấy các chị. Nên là các chị em mình chấm hóng đi. Mình bỏ lỡ thì tiếc lắm. Đúng rồi, giống như chị Dung Vũ ấy. Chị Dung Vũ thì chốt là MT140, 1m55, 60kg. Thì chị mặc cho em size L, là size L hoặc XL đều được.
XL cho thoải mái cũng bởi chị Dung Vũ. Vâng ạ, áo đấy chuyển khoản cho em với ship, nhưng mà trước khi chuyển khoản để em kiểm xem còn không đã nhỉ? Còn áo đấy trên kho không? Măng tô màu bò đi, áo đấy là măng tô khâu tay ạ. Bạn đấy hôm nay thì cũng được free ship với các chị. Nhưng mà trước khi lên đấy thì lên cái áo đấy em sẽ lên cho mình set công sở. Do lại áo vừa rồi hộ em với ạ. Ok chị Vũ Trí Công, ngắm thêm đi. Ngắm thêm cái áo ấy đi các chị. Ở đẹp lắm mọi người ơi. Chị nào thích ngắm thì mình ngắm thêm cho em. Thật sự là cái áo này nó xuất sắc mà không chốt được thì tiếc. Một tin vui cho các chị mình là các chị đại lý lại vừa mới gửi thêm về tổng kho của 21. Tổng kho công ty 21, thế nên là bây giờ may ra là còn vài chiếc. Nên là đấy là tin vui đấy các chị ạ. Đây, ngắm đi này. Ngắm từ trong, ngắm ra ngoài cho em. Mình mua mặc, mua tặng, mua biếu đều đẹp. Kẻ này nó là kẻ sang trọng các chị nhá. Kẻ caro này, thật ra em nói thật với các chị mình, kẻ có rất nhiều cái bản kẻ khác nhau. Nhưng các chị mình có công nhận với Trà là nếu như mà những cái thiết kế kẻ mà không mít khéo ấy, không mít khéo, không gọi là chuyên nghiệp khéo léo ấy, thì những cái kẻ đấy giúp các chị mình cảm giác bị kiểu trứng tuổi hơn, bị dừ hơn cái so với độ tuổi của mình. Và thậm chí là bị kiểu, em nói như này một chút thôi nhưng mà em thấy cảm giác nó sẽ không được sang ấy, kiểu nó hơi quê ấy mọi người. Nhưng các chị nhìn cho em áo măng tô này, màu nó rất sắc nét và đặc biệt là phối màu nó nhạt dần, nó đậm dần, nó rất sang. Rất sang các chị mình ạ. Lên cho em mã này là gì ạ? MT140. Các chị ơi, MT140 này nó rơi khoảng tầm 1 triệu 7 của em ấy. Size lớn nhất là size XL, chị Oanh Hoàng ơi. Cái này chỉ có size XL thôi các chị đây. 1.695.000. Hôm nay em tặng các chị 859 mà em đang có đủ size số trên kho. Thì các chị mình chốt thôi và mình chuyển khoản để em tặng ship luôn. Không mất chi phí thêm gì nữa. Đúng 859 có ngay em này. Đai lưng của em đây các chị. Nhiều người, nhiều chị yêu của em ấy, nhiều chị yêu của Trà là chỉ thích cái kẻ này, thích cái màu cổ cái nó chốt luôn. Nhìn cái cổ màu sang quá, nhìn cái kẻ caro nó đồng điệu quá, liên kết quá, chốt luôn. Chị Nguyễn Thị Phúc lên cho em là MT140. Chị Vũ Trí Công lên 859 ạ, chuyển khoản free ship cho em. Hiện tại là em có đủ size nhưng mà em thấy thông báo là khi mà các chị đại lý gửi về ấy, thì cái số lượng nó không có nhiều đâu ạ. Thậm chí là mỗi size chỉ còn 1 đến 2 chiếc thôi. 70kg có vừa không? 70kg thì chị mặc sang không? Sợ không vừa, không vừa chị ạ. MT140 size XL chị Nguyễn Thị Phúc, ok chị luôn ạ. Chị Vũ Trí Công mình có thích cái này không, lên cho Trà luôn. Khi chiều chị mua một set và chuyển khoản rồi giờ vẫn muốn ngắm măng tô. Dạ vâng chị Ngọc Hà. Vậy thì mình ủng hộ em tối nay nhá. Ủng hộ em Trà tối nay thêm nhá, xem có cái nào mà hợp mắt với mình thì mình lên. Chị Liễu Tạ ơi, đầm Trà mặc có giá 459, D542. Đầm em đang mặc là 459 ạ. Nhung Giang ơi, ra tiếp khách thôi Trà, với một chị khách đang xem hàng này. MT140 là áo măng tô, đúng rồi, ok chị em mình ạ. Chốt nốt nha mọi người ơi. MT140 sẽ là áo măng tô Trà đang cầm trên tay. Bạn này em có đủ size số SML XL. 859.000 thôi các chị ạ. Một áo hai lớp mà kèm đai luôn. Chất liệu hoàn toàn, các chị mình nhận hàng chất này mà không mịn không lì nhá. Không mịn không lì mình phản hồi luôn với em, được không các chị? Đồng ý không các chị em mình? Đây, mã này nhìn màu thì thấy đẹp rồi. Nhiều lúc là mình chỉ cần yêu nhau hoặc là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên là vì màu sắc, vì cái cổ thôi. Em gái ơi, chờ chị chốt bộ bom 33. Bây giờ chị chuyển khoản được không? À, bom 33 buổi chiều nay còn không? Trưa nay còn không? Hết rồi à? Chị chị Dung Huyền ơi, mình có thể, chị Dung Huyền ơi, hiện tại thì thật sự là bom 33 hôm nay Trà không nhớ lắm. Thì bây giờ chị có thể chụp màn hình lại cái live trưa nay em vẫn để đấy. Chị vào chị chụp lại giúp em, sau đó là chị nhắn tin trong trang page để xem có còn không chị nhá. Chị Liễu Tạ ơi, đầm em mặc là D542. Đầm Trà mặc là D542. Chị Vũ Trí Công MT140XL, ok các chị ạ, phải không biết là có còn không ấy, em cứ chốt chưa vui thôi mọi người. Thật sự cái đầm, cái măng tô này thì thật ra là cháy rồi, trên tay của em đang cầm là 1L. Nhưng hôm nay đại lý gửi về thêm thì em không biết các chị đại lý thân yêu của em gửi size gì thì em chả không rõ. Nhưng mà thôi các chị cứ chốt đi. Công nhận với em là cái áo măng tô này chất lượng các chị mình ạ nhá. Chị Dương Huyền, chị Liễu Tạ rồi này. Dạ vâng ạ, chị Hằng Lê ơi, em mặc lại áo chị xem. Chào vừa rồi Trà có phát cho các chị xem rồi đấy ạ, mọi người có thể xem lại live giúp em. Chị Trần Cương ơi, đầm em mặc là 459. Đầm Trà đang mặc là 459 nhá chị nhá. Váy em mặc có măng tô không? Váy em đang mặc có măng tô đi kèm. Tuy nhiên đầm Trà mặc thì có SML XL. Nhưng đầm em mặc thì có MLXL. Nhưng măng tô đi kèm chỉ có L với XL thôi. Nên em không đi theo set nữa mà em tách rời rồi. Bởi vì là nó không có size các chị mình ạ. Nên là bây giờ chỉ có áo đầm riêng và măng tô riêng. Nhu cầu của các chị mình, sở thích của các chị mình thích cái nào thì mình chốt cái đấy thôi. Nó sẽ phù hợp hơn.
và nó sẽ không kén các chị em mình mặc. Bởi vì sao, các chị mình ví dụ như đầm là em còn SM mà áo măng tô còn LXL thì coi như là không đi theo nhau được nữa rồi các chị nhá. Đầm em mặc 4/59, MT 140 màu nâu này thì còn các chị mình giá là bao nhiêu đây ạ? 859.000 với ship cho em. 859.000 nhá mọi người. Chị chụp gửi từ chiều rồi, thế thì để em hỏi các bạn ấy xem còn không mọi người ạ. Bởi vì thật sự là cái mạng bom hôm nay được cái là em tâm sự với các chị là em rất là vui ý. Bởi vì các chị biết sao không? Em khui ra 438 nhá. 38 40 mã mã bom thì trộm vía là mấy cái mã bom đấy hết hàng luôn mọi người. Là em khui đến đâu là hầu như là hết hàng đến đấy thì em thấy rất là vui mọi người ạ. Thế thôi. Thật ra nhá, em thấy cái câu nói này rất là đúng mọi người là gì ạ? Là trong cái rủi nó cũng có cái may mà nhiều lúc cũng có cái hay đúng không mọi người? Chị xét CL nhé. CL còn không nhỉ? Để em kiểm cho nào. Phải kiểm chị ạ. D542 đỏ CL. Ok này. Măng tô 142. Ok có luôn. Chị em mình ơi, chị nào mà thích chốt set CL thì có nhá. Set VIP mình chốt cho em VIP đỏ. Chốt cho em VIP đỏ luôn đi. VIP đỏ có giá là 1.199.000. Nếu như VIP đỏ các chị em mình chỉ chốt được CL thôi. Hoặc XL một bộ, hoặc set XL một bộ, còn đâu là CL thì em còn. Mình lên cho em là VIP đỏ nhá. VIP đỏ đi thôi các chị. M653kg mặc size gì em? Chị mặc M. L cũng được, thật ra là L cũng được chị ạ. Em đang mặc đầm M đấy, có mọi người có ai nhận ra không? Bình thường chả mặc đầm S, hôm nay chả mặc đầm M này các chị này. Măng tô kể em đang mặc chất liệu gì? Chất liệu này là một trong những chất liệu tuyết. Toàn bộ măng tô đều tuyết nhung hết mọi người ạ. Măng tô đều là chất liệu lì vô cùng đẹp, mịn cực kỳ luôn. Đều là tuyết nhung nhá mọi người. Thôi rồi em mặc lại các chị xem. Áo đẹp như này mà không mặc thì tiếc nhỉ. D542 cho chị Liễu Tạ. Chị Liễu Tạ mình lấy màu nào, lấy xanh đi. Đỏ chả mặc không có S mọi người ạ. Đầm em đang mặc màu đỏ chả đang mặc ở đây không có S nha các chị. Đầm em mặc là D542. Đỏ em chỉ có ML, XL thôi. Mỗi size một chiếc. Còn màu xanh thì em có S, ML, XL. D542. Giá lên cho em là 459.000. Chị chốt mã 33 rồi, chị bảo con dâu về chị chuyển khoản mà em. Chị Dương Huyền ơi, em có thấy mình nhắn trên like của em thì em có bảo với chị là chị nhắn vào trong trang page để các bạn đi xem là có xác nhận cho mình được còn hàng không đã. Bởi vì trước lúc chị nhắn bình luận đấy thì khả năng chị chuyển khoản rồi thì sao đúng không ạ? Cái này nó phụ thuộc vào chuyển khoản mà nó về tiền về nó tinh tinh thì em cũng không thể nào cản kịp được. Thế nên là chị thông cảm giúp em nhá. Và đặc biệt hàng bom thì em không giữ. Hàng bom thứ nhất là trà bảo là tùy duyên, thuận duyên thôi. Chốt được thì chốt mà không chốt được thì thôi, em cũng không biết làm nào vì hàng đấy em không giữ, mọi người giải vía mà. Mẫu đang mẫu mặc VIP đỏ 1m653kg CL vừa không? 1m653kg thì chị mình mặc thế cho thoải mái cũng được chị ạ. Mặc thoải mái thì ok nhá. Lên dạ dài mẫu khác đi. Dạ vâng, ok chị Hà Thắm. Em ơi đầm em đang mặc chất gì? Đầm em đang mặc vào áo măng tô và tất cả măng tô đều là tuyết nhung. Công ty iMode không sử dụng nhiều chất liệu, chỉ sử dụng 1 đến 2 chất liệu nhưng chất liệu đấy nó bền. Mặc các chị mình giặt ủi nó bền màu bền chất thì công ty iMode chỉ sử dụng 1 đến 2 chất liệu thôi. Những dòng chất liệu sau đây thì Trà sẽ kể tên này: Vân Hàn, Tuyết Hàn, Tuyết Nhung, Blend hoặc là những cái chất liệu thiên về dòng sản phẩm lụa. Đấy là những cái chất liệu mà công ty iMode đa số sử dụng. Các chị mình nhá. VIP đỏ còn mờ không em? VIP đỏ em không còn mờ màu. VIP đỏ em không còn mờ nữa. Chỉ có xanh thì em còn cho các chị mình là đầm xanh. Còn măng tô xanh thì còn không nhỉ? Măng tô xanh thì em còn không có mờ luôn. Chỉ có đầm xanh thôi. Đầm xanh có một mờ. Các chị ơi, em không chốt VIP đâu mọi người ạ. Bây giờ hôm nay chả không chốt VIP. Chị nào mà thích sản phẩm nào mình lưu đúng mã. Ví dụ như đầm bên trong em mặc là D542. Măng tô đỏ cùng chất, cùng màu, cùng kiểu luôn. Thì các chị chốt cho em là MT142. Em không chốt theo bộ hai món nữa. Bởi vì sao? Nó không có sai. Và chốt như thế nó rất là bị lệch. Nên là em không nhận đỡ mọi người ơi. Rồi bây giờ chốt cho em áo măng tô trà mặc nha. Măng tô trà mặc là MT140, đủ size số. D542 màu xanh dịp em, xanh củ vịt chị Liễu Tạ. Xanh củ vịt cũng đẹp. Đỏ thì em nói thật là đỏ nó sẽ rất là thu hút đúng không? Nhưng mà xanh cổ vịt thì nó phù hợp với tuổi của các chị mà nó rất là đẹp đấy, cũng sang lắm mọi người. Xanh cổ vịt ấy. Xanh cổ vịt thì em còn mà mấy S? Ồ 1 S thôi chị ạ. Đấy, cái đầm D542 ấy có 1 S thôi mọi người. Rồi, chốt nốt cho em bạn này nhá. À, bạn này hôm nay các chị mình lên cho Trà bạn áo măng tô kẻ này là MT140. MT140 em mặc size L nhưng mà em phải chiết cái eo. 859 ạ. Vâng, áo này là còn đúng số lượng vì đây là dòng cao cấp nhất của công ty rồi. Áo này nhưng các chị mặc lên nó sang vô cùng luôn.
nhìn là mê. Em bảo là cái thật, các chị mình đây, các chị khác chị đang qua cửa hàng chị xem ấy, nhưng mà các chị có tin em là nhìn ở ngoài là mê, mình bằng mọi giá phải chốt được cái này. Đấy là quan điểm của em luôn. Cái áo này có rất nhiều kẻ, em Trà là người Lai em biết rất nhiều loại kẻ thì khác nhau các chị ạ, rất nhiều thiết kế kẻ, nhưng kẻ này rất sang mọi người ơi. Nhìn cái màu cho em đi, nhìn cái màu cái chất đi. Áo khoác các chị không cần có nhiều, cần 1 đến 2 chiếc thôi, nhưng phải đẹp, phải sang, phải chất các chị nhá. Đấy là quan điểm của Trà. Rồi mã này lên cho em này, 859.000 chốt trên Lai em free ship. Còn mẫu này thì em còn mỗi size, em có 1S, 1M, 1L, 1XL. Các chị chốt đơn MT140 áo Trà mặc 859.000 hàng 2 lớp. Chất liệu vô cùng mịn và lì. Măng tô em mặc cao 1m50 mặc được không em? Chị Liễu Tạ, nếu như mình 1m50 thì chị mặc cái này khoảng tầm đây, khoảng tầm đến tầm ngang bắp chân, ngang bắp chân cho em. Nếu như mà để nói đúng nhá, măng tô mặc càng dài càng sang các chị ạ, càng dài càng đẹp. D542 size M chị Lê Hiền. Chị Lê Hiền Hằng ơi, D542 size M thì mình chốt cho em màu xanh thôi nhá. Xanh có 1M. À không, đỏ cũng có 1M, xanh có 1M, nhưng không biết các bạn ý đã chuyển khoản chốt chưa thì em không rõ nữa. Chị Hòa Hoàng lấy MT140 size XL này. Các chị ơi, chị nào chốt size L đi. Hiện tại Trà đang mặc là size L. Còn XL thì em không biết có còn không nữa ấy. Mọi người, 4 chị chốt XL rồi, MT140 rồi. D542 màu đỏ size XL, chị Hương Thùy chuyển khoản cho em nhá. Các chị ơi, các chị có nhìn thấy số tài khoản ở phía dưới không ạ? Dưới tay Trà chỉ đấy mọi người. Đây, ngay dưới tay Trà chỉ đấy ạ. Nhìn thấy số tài khoản, chuyển khoản cho em để được ưu tiên chốt đơn. Đặc biệt măng tô chuyển khoản free ship luôn. Còn đầm chuyển khoản thì mới có đơn các chị nhá. Em nhắc lại một lần nữa cho cả nhà này, áo Trà đang mặc măng tô kẻ mưa. Mưa các chị? Không phải mưa không nhỉ? Đang lai trong này mà hóng tận ngoài kia luôn. Áo Trà đang mặc các chị chốt cho em là MT140. Em có đủ size, mỗi size 1 chiếc 859.000. Màu kẻ rất độc lạ luôn, mà nó sang và tiềm thức luôn các chị. Free ship nếu như chuyển khoản áo này. Số tài khoản em có ghi ở phía dưới. Bom 20 kẻ size XL cho em like còn không? Chị nhắn tin hộ em được không? Chị, danh sách like trưa nay thì em có một bạn, bạn ấy viết ngồi ngay dưới ở đây viết luôn rồi. Thì bạn ấy có danh sách rồi, các chị cứ nhắn tin trong like đi, để các bạn ấy sẽ hỗ trợ cho mình. Vì bản chất là Trà không biết còn hay hết mọi người ạ. Nhưng em thấy thông báo là hôm nay em khui được 38 đơn bom thì chốt cũng được khoảng tầm 30-35 rồi. Thì không biết có còn hay không thì chị cứ nhắn tin nha mọi người. Có thể trên kho còn thì em không biết, nhưng mà em chỉ chốt ở dưới này thôi các chị ạ. Đây, bây giờ em lên cho các chị mình này. Đây là một, thường thường em Trà like như này là một à đâu, nhầm nhầm các chị mình. Đây nhá, bình thường em like như này là một set đúng không? Các chị có nhớ không ạ? Thường thường Trà like như này là một set, nó tên gọi là VIP. Bộ này có tên gọi là VIP, nhưng hôm nay em không chốt theo set mà em chốt riêng. Chị nào hoan hỉ thì mình ghi cả hai mã cộng lại thì nó vẫn là set thôi, đúng không các chị? Đầm Trà mặc là D542 đỏ đô nhá. Đầm em đang mặc là D542 màu đỏ. Em có 1M, 3L và 1XL. Đầm em mặc có 1M, 3L và 1XL. M thì em sợ chốt rồi, em cũng không biết nữa. Cái này do chuyển khoản nữa. Còn áo măng tô này thì em chỉ còn L và XL thôi. Măng tô chỉ còn L, XL thôi. Chị nào mà thích sản phẩm này mình chốt cả hai đầu điệu cũng được, nhưng chỉ có size L màu đỏ nha. Em nhấn mạnh là màu đỏ chỉ có size L khi mà chốt VIP thôi. Khi chưa chị mua một set VIP 1.90 mà không được free ship. Chị chuyển khoản không chị? Chuyển khoản được free ship đấy ạ. À? Chị ơi, chị chuyển khoản đi free ship luôn đó chị. Em nhắn với các bạn chữa sửa vẫn được mà, đơn giản chị ạ. À? Một nốt nhạc thôi. Đầm em mặc màu đỏ có 1M thì không biết còn không. Còn 3L với 1XL đầm đỏ. Áo măng tô chỉ còn L với XL. Em báo giá này, đầm Trà mặc D542 459.000. Măng tô tặng kèm thêm tác cài, cổ thiết kế bản tam giác, rất bay, rất mềm luôn. Măng tô MT142 là mã đỏ đô. Giá của bạn này sẽ lên cho em sẽ là bao nhiêu các chị mình? 859.000 nha. Măng tô chuyển khoản free ship 859, chờ đến cái cuối rẻ nhất săn tiếp. Chị Hoa, mình cứ xem đi. Tất cả các chị mình ở đây, em khuyên thật là mình cứ xem từ đầu đến cuối. Mình thấy cái mã nào giá thành hợp lý, size số ok, màu sắc hợp thì chốt, đúng không các chị? Bản thân em là em khuyên các chị thế. Chưa có bé nào bán hàng mà chút mà bảo khuyên các chị là các chị ở chốt ít thôi, không cần chốt nhiều đâu. Nhưng mà có em đấy, có em khuyên các chị thế đấy. Vì các chị chốt cái nào mà thật sự phù hợp với mình, mà tài chính nó sẽ hợp lý thì các chị cũng chốt. Đấy là em khuyên các chị. Còn riêng Trà livestream thì các chị em mình chốt càng nhiều thì em cũng thấy vui thôi, chứ bản thân em cũng không có lợi nhuận đâu, nên các chị cứ thoải mái với em luôn. Nhưng cái mẫu hôm nay em lên là toàn là giá tốt nhất rồi đấy các chị ạ.
không phải chờ quá nhiều đâu, nhưng mà cái mẫu này toàn là giá sale cực kỳ hấp dẫn rồi các chị. Và em đang mặc còn L, D542 đỏ đô có L, ML XL đầm đỏ chả mặc 459.000. Mong tô đỏ đô chốt cho em là MT142. Mong tô đỏ đô này em còn cho các chị là L với XL thôi, tức là áo rời nhá, áo khoác rời ấy, chỉ có L với XL thôi các chị ạ. Cả set này vẫn là 1.199.000 hai món, nhưng cả set này bây giờ chỉ còn L thôi, size L ấy chị, size L từ 55 đến 60 ký cho em nhá. Ok chưa, em rút mã này nha các chị nha. Lên màu xanh này, lên màu xanh nha các chị, giống y hệt em đang mặc nhưng mà là màu xanh, giống y hệt luôn nhưng mà là màu xanh các chị nhá. Có chị chuyển khoản rồi thì chị nhắn với các bạn ấy đi, là em ơi trên live báo là free ship với chị rồi, em chị nhắn đi, nhắn trong vết đi, bạn ấy sửa cho mình cái bill là được. Măng tô xanh còn công em, D542 đỏ 53 ký, có khi là đầm chả mặc hết mờ đấy mọi người. Ok các chị, mình lên tiếp mã tiếp theo nhá mọi người. Lên tiếp cho em D542 màu xanh. D542 màu xanh cổ vịt. Hiện tại D542 có hai màu, đỏ thì còn LXL. D542 màu xanh cổ vịt thì em có đủ size. Màu xanh em có 2S, 1M, 1L, 1XL nhá. Xanh cổ vịt thì mình có 2S, 1M, 1L, 1XL. Ngoài ra thì mình sẽ có cho em là măng tô của xanh cổ vịt này nữa. Măng to xanh cổ vịt em có SLXL. Nói chung là bây giờ nó lẻ vô cùng rồi các chị, nên em mới ngại chốt set là vì thế. Mình cứ chốt rời cho an toàn, mặc size nào lấy size đấy. Chị nào mà nghe thì em đọc xong mà thấy là có size của mình cả hai món thì chốt cả bộ luôn. Gửi váy cho chị chưa em? Chị Hiên Nguyễn Thị ơi, không biết là mình đặt hàng hôm nào ạ. Em nghĩ là đơn của mình đi rồi đấy, bởi vì bản thân em thì không phải là người chăm sóc chị, nhưng mà em nghĩ là đơn của mình đi rồi. Nếu như mà chị muốn biết chi tiết về đơn hàng để bấm vào theo dõi link của đơn hàng thì chị vui lòng nhắn tin trên trang web giúp em nhá. Lên xếp quần caro à? Ủa em tưởng em lên rồi. À đang lên xong lại để xuống đúng không chị? Hình như là em tưởng em lên rồi, sao em đang lên rồi đặt xuống. Rồi chốt nốt mã này cho em nhá, đập lại cho em này. D542 là đầm xanh em có đủ size. MT142 là áo khoác, hiện tại đang có cho các chị mình size SLXL không M nhá. Áo măng tô không có M, màu xanh của vịt. Chốt cả hai thì ghi cả hai mã cộng lại cho em được không các chị? Nhưng mà tùy theo size số nha. Mặc chị xem măng tô 142 em chả vừa khoác đấy. Chị Lê Thành Đạt ơi, em có vừa, em tưởng em vừa mặc cho mình xem rồi chứ nhỉ. Mình muốn em mặc màu đỏ luôn nhá, cho đồng bộ nhá chị nhá. Đợi xíu để em mặc cho các chị xem luôn ạ. Cửa hàng thôi, không nặng được. Vâng. Các chị đi tập thể dục mà các chị có shopping được siêu thật. đi tập thể dục nhưng mà không quen shopping. Ok các chị mình ạ. À, đây lên xe quần caro đây, em vừa chạy đi lấy đấy chị Phương Phương. Xe này đúng không? Khoát thử mong tô đi cho xem dáng ạ. À. Ừ, ok để em lại chiều các chị. Không vấn đề gì, đợi em xíu nhá. Em vừa đi lấy cái bộ này cho chị Phương Phương. Cái set này là set kẻ caro, quần ống đứng và áo cổ sen. Bạn này ngày hôm nay các chị lên cho em là xả 55. Mẫu này các chị ơi, có hai màu mà nhỉ? Thôi, màu kia có xếp ra đây cho em lên một màu thôi nhá. Lên một màu cho các chị ạ nhá. Chốt cho em bạn này là xả 55 đi. Mình lên mã này cho chả là xả 55, màu này là màu kẻ đen. Màu kẻ đen các chị ơi, 1S, 1M, 2L, 2XL, ui đủ size. Đủ size các chị ạ, 1122. 1S, 1M, 2L, 2XL. Chốt cho em mã này là xả 55. Đây là màu kẻ đen các chị nhá. Màu này mình lên cho em là màu kẻ đen. Bạn này hôm nay lên đơn cho Trà với giá bao nhiêu các chị mình? Báo giá luôn nha, 499.000 chuyển khoản cho em luôn các chị mình ơi. Quần nông đứng, lưng cao, áo thiết kế cho mình là dáng cổ sen. Đầm Trà đang mặc chị Thảo Tuấn, đầm em đang mặc còn LXL, 459.000. Màu đỏ đô, tên gọi mã sản phẩm là D542. Mình thích màu xanh cổ vịt thì em có đủ size hơn.
xanh cổ vịt thì em đang còn thì các chị mình là SML đủ luôn, đều là D542 hết mọi người ạ. Nhưng mà cho set bộ quần công sở này mặc đi làm cho em đi, dáng tay lỡ, họa tiết cổ sen thì nó rất là truyền thống rồi, mang đến cái vẻ đẹp cho các chị mình kiểu là rất là tiểu thư một chút đúng không ạ? Bạn này ngày hôm nay chất liệu sử dụng chính sẽ là dòng vân hàn cho em nhé, thấm mút mồ hôi mà rất là thoáng mát nhẹ nhàng. Bạn này thì có giá hôm nay là 499, vui lòng lên cho em là xả 55 đấy. Chị Phương Phương hỏi một cái là chị Phương Phương lên luôn. Size XL em còn có 2 set chị ạ. Ok chị nhắn tin chuyển khoản cho em nhá. Bộ này 499 là phải chuyển khoản các chị ạ, không chuyển khoản em không chốt nhá mọi người. Lưu ý giúp em này, 1S, 1M, 2L và 2XL tổng cộng còn 6 set tặng các chị 499. Màu kẻ đen là một trong những gam màu huyền thoại nhất các chị mình ạ. Một gam màu basic nhất rồi đúng không? Mẫu này em xin nhắc lại một lần nữa, các chị chốt cho em trà là xả 55. Xả 55 kèm size, kèm số điện thoại mới có đơn nha các chị. Nhìn chất liệu cho em này, mình có túi thật luôn. Cúc bạn này thì sẽ là cúc bọc ở đằng trước nha cả nhà. Dáng cổ sen và phần tay thì sao ạ? Có xếp ly. Phần tay thì mình sẽ có cho em xếp ly bồng nhá. Đỏ không có mờ à chị? Dạ không, chị Thảo Tuấn thôi. Lúc nãy em có một mờ nhưng không biết các bạn ấy chốt chưa. Thật ra lúc đầu là có một mờ, nhưng mà em chả không biết là các bạn ấy đã chuyển khoản và chốt chưa thì em không dám chắc nữa. Xả 55XL cho chị Hòa Hoàng. Vậy là chị Phương Phương và chị Hòa Hoàng là hai chị em hết XL luôn đấy. Chuyển khoản cho em đi. Là bộ này hết XL rồi, bây giờ chỉ có SML thôi các chị mình. Khoác áo cả set cho chị xem với, cả nhà chờ em 5 giây đi. Chốt nốt bộ cổ sen này chả khoác cho các chị xem mọi người nhá. Lên lại cho em mẫu này là xả 55. Bộ này có màu gì? Bộ này có màu be nữa. Nhưng mà màu be hôm nay em có đây không nhỉ? Để em đi tìm nhá mọi người. Đây các chị ơi, bộ này có hai màu. Bộ này có màu đậm và cả màu chốt lên màu đen với cả màu be đi. Màu này là màu be này. Dáng thì y hệt. Em chỉ dơ màu thôi bởi vì các bạn chưa kịp chuẩn bị. Màu be hiện tại thì em còn cho các chị mình là SML. Ôi, be cũng còn đủ size. Màu be cũng còn SML, XL. Còn màu đen này thì em còn SML thôi các chị mình ạ. À, hai màu nhá. Nó chốt cho em mã này là xả 55. Đây là màu kẻ đen và đây là màu kẻ be. Hiện tại đủ size, mặc size nào lấy size đấy. 499 chuyển khoản cho em nhá. Mã này là xả 55. Thôi bây giờ em khoác cho các chị xem áo măng tô này. Nhiều chị đang có cùng quan điểm là mình muốn mặc lên để nhìn dáng đúng không? Em mặc lên để các chị em mình nhìn kiểu thôi, không nhìn dáng được đâu mọi người ạ. Em chả mặc lên để các chị nhìn kiểu thôi, bởi vì cái này size L, em mặc lên nó không đúng dáng đâu. Nhưng mà thôi em cứ chiều các chị, em cứ khoác lên các chị xem nhá. Vì em từ S lên M đây này, đầm này em đang mặc size M này, nó đã rộng hơn so với người em rồi. Bây giờ em khoác size L lên nữa thì nó sẽ lại càng, cái form nó càng rộng suông hơn. Thế nhưng mà em cứ khoác vào để các chị hình dung được cái kiểu cách mặc như thế nào nhá. Đây ạ, đặc biệt là hai cái bạn này em chỉ cả đầm cả áo măng tô chỉ có size L thôi. S, M, XL không có hai món đâu. Riêng hai món chỉ có size L thôi. Các chị lưu ý cái điều này nhá, không là mình chốt xong là mình bị nhầm đấy. Chốt xong là bị nhầm đấy các chị. Đây, nó rộng như này cơ mà các chị ơi, bắt em. Bảo em chả mặc nhưng mà nó rộng như này cơ. Nhưng mà thôi em cài đai nhá, em chiếc đai vào này. Măng tô em mặc là MT142. Măng tô chả mặc là MT142 nhá. Giá của măng tô là 859 á. Chuyển khoản free ship luôn. Áo măng tô em còn LXL. Đầm bên trong chả mặc thì có LXL cho các chị, hình như là còn vài chiếc cuối cùng. Lấy set thì như là có LXL cả set nhỉ. Váy đầm đỏ dáng bút chì hay dáng A? Bút chì chị ạ, nhưng mà em mặc rộng. Đầm bên trong là đầm body, đầm công sở bút chì. Nhưng em mặc rộng thì nhìn nó hơi rộng thì nó hơi suông ra thôi. Chứ còn dáng nó không phải dáng suông A đâu chị ạ. Chị Huế Cao yên tâm. Form đầm bên trong là đầm chuẩn công sở. Đầm đỏ dạ hả em, đầm đỏ chất liệu là tiết nhung chị ạ. Chất liệu nó lì và nó mịn hơn. Lì và mịn hơn, co giãn tuyệt đối luôn. Riêng đầm và măng tô chả mặc co giãn tuyệt vời luôn các chị nhá. Em xin phép nhắc lại một lần nữa này. Đầm bên trong chả mặc là D542, chỉ còn L với XL. Áo măng tô chả mặc là MT142, cũng chỉ còn L với XL. Duy nhất một set XL các chị nhá. Duy nhất là một XL thôi. Chị nào mà thích cái mã này thì em ưu tiên em chốt cho em VIP cũng được. Ưu tiên nhá, đây là ưu tiên đấy. Chuyển khoản trước cho em group free ship này. Lên cho em mã này là VIP đỏ, L hoặc XL là có đâu. Còn lấy hạn lấy rồi thì cứ lấy rồi thôi, còn lấy set thì là VIP đỏ. Xả 55 kẻ bé hôm trước em lấy xe M về thử rộng, có áo shop đổi cho em size S được không? Thế thì chị nhắn với các bạn ấy đi, nhắn cho bạn nào mà nhắn tin cho mình đi chị. Tức là chị cứ nhắn vào trong trang web thôi. Bạn nào trả lời thì tức là bạn ấy chăm sóc cho mình thì bạn ấy sẽ đổi, bởi vì là bộ be còn 1S thôi chị ạ. Thì nhắn luôn để bạn ấy để riêng ra để đổi được chị nhá. Mặc váy màu xanh của vị chị xem với.
đầm mặc set VIP xanh của Vịt á. Lát nữa còn thời gian trả mặc phục vụ các chị. Bây giờ thì em lên nốt cho các chị thôi. Chị xem đầm bên trong chả... Hello chị Dung Kim. Hello. Đầm bên trong chả mặc là đầm body, nhưng mà em mặc rộng bởi vì đây là mờ. Em phải mặc S thì nó chuẩn thôi rồi. Em đi thay màu xanh của Vịt cho các chị xem nhá. Bởi vì màu xanh của Vịt là S, còn đây là mờ. Đỏ em đang mặc là mờ vì đỏ không có S mọi người ạ. Hết S rồi. Đây em mặc nó hơi rộng nhưng mà dáng đẹp lắm mọi người ơi. Nhìn cái phần eo hông này. Nhìn cho em nhá, dáng đầm công sở đấy. Đầm chả mặc là D542. Màu đỏ em đang mặc ở bên trong có 3L, 1XL là hết rồi. Dạ chị khổ quá. Hello chị Lê Thành Đạt là MT142 size L màu đỏ. Ok chị chuyển khoản cho em trước thì được ưu tiên chốt đơn nhá. Và chốt mong tô thì mình còn được free ship nữa các chị ạ. Đây. Như em có giới thiệu là đúng nguyên bản đây là set, nhưng vì lý do là lẻ size rồi và còn số lượng ít nên em có thể tách riêng được. Chị nào chỉ thích đầm thôi thì lấy đầm, chị nào thích măng tô thì chỉ lấy măng tô. Và đặc biệt lấy cả set hai món thì em còn L với XL. Duy nhất một set XL thôi thì em không biết có còn không. Đầm đỏ giá là 459 chị Dung Kim ạ. Nhưng mà form này đẹp lắm chị. Form này nó định hình cho mình cả vóc dáng luôn ấy chị ạ. Nhìn nhá, đây mọi người này. Đầm là D542. Các chị nhìn như này thì nhìn nó rất là bình thường đúng không các chị? Nhìn rất bình thường đúng không? Bây giờ trả đi mặc luôn thì các chị thấy nó bất bình thường luôn mọi người. Mặc lên thì nó đẹp luôn đấy các chị. Màu đầm em đang mặc là D542, có màu đỏ và màu xanh. Đỏ là đỏ đô và xanh là xanh cổ Vịt các chị nhá. Set này nếu như mà có size, may mắn mà có size thì cả set hai món có giá là 1.199.000. Chuyển khoản free ship toàn quốc ạ. Chất liệu của măng tô và đầm đều là chất liệu tuyết nhung. Dòng sản phẩm tuyết nhung luôn luôn được ưa chuộng khi xuất nhập khẩu luôn cho các chị mình. Thử trải nghiệm đi mọi người. Chất liệu này các chị thử trải nghiệm cho em. Cái chất nó bay dáng mà nó lì, nó mịn vô cùng luôn các chị. Mà chống nhăn nhầu nhá. Cái này hôm nay em chả nhớ là em bỏ ra từ túi ấy các chị mình. Nó chống nhăn nhầu luôn. Đây là chất liệu tuyết nhung. Tuyết nhung nha mọi người. Nghe cái tên là thấy sang rồi các chị ạ. Thôi bây giờ em mặc đầm xanh cho các chị xem được không? Đầm đỏ trà mặc bên trong chỉ còn L với XL thôi. Áo măng tô đỏ này, MT142 đỏ này, cũng còn L với XL các chị ạ. Đấy, chốt nốt cho em, đồng ý không mọi người? Áo măng tô và đầm đỏ thì chốt cho em là VIP nếu như lấy cả hai món. Còn lấy rồi thì các chị cứ đọc như mãi đọc thôi. Măng tô là MT142, đầm là D542. Bây giờ trà đi thay đầm xanh của Vịt size S nhá. Cái này size S mặc lên nó còn đẹp nữa. Đây là em đang mặc M đấy, mặc M mà các chị đã chốt ở mầm rồi này. Còn mặc cái này mà size S thì còn đẹp nữa cơ, nó vừa hơn. Chị Nguyễn Thủy ơi, áo khoác măng tô trà mặc chỉ còn L với XL, giá là 859, chuyển khoản free ship. Áo choàng em đang mặc đấy chị Sinh Trần, cùng câu hỏi với chị Nguyễn Thủy. Chị Lê Thủy D542 size M đỏ, em hết rồi. Mọi người ơi, đầm đỏ trà hết M rồi, chỉ còn L với XL. Tổng kết lại là hai món này chỉ còn L với XL thôi. Từ trong ra ngoài cũng chỉ còn L với XL thôi. Chị Kim Dung này, chị Kim Dung ơi, mình chốt đầm với măng tô đỏ XL, em còn một set duy nhất XL đấy chị ạ. Thì chị có thể chuyển khoản cho em được không? Hoặc là chị nhắn tin luôn đi, ngay thời điểm này đi, để các bạn đi cất cho mình. Nha chị, măng tô với đầm em còn duy nhất một set XL thôi, chủ yếu là L là nhiều. Chủ yếu size L em còn tầm 5 set. Đầm em mặc L74, mặc size gì, mặc có thể mặc M được chị ạ. M hoặc L nhá, cho em xin cân nặng. Cam hết 50 mặc váy đó được không bạn? Mặc váy này được, dáng bút chì nó sẽ là tầm ngang bắp chân của chị. Nhá chị Minh Bảo. D542 size L màu đỏ. Ok chị Dung Kim, cho em xin số điện thoại hoặc là ghi là địa chỉ cũ là được. D542 chủ yếu em còn 5L. Đầm này 5L này. Còn áo măng tô này thì còn bao nhiêu? Cũng còn 5L. Các chị mình ạ. Ok chị Kim Dung, set kẻ còn không bạn? Kẻ nào nhỉ chị nhỉ? Kẻ đầu tiên em mặc á? Kẻ này á. Các chị em mình ơi, hôm nay set kẻ này có giá vượt trội luôn các chị em mình ạ. Có phải bộ này không hả chị Quỳnh Suri? À, váy size XL chị Tuyết Ngô. Chị Tuyết Ngô ơi, mã của em đâu? D542 của em đâu? Lại ghi là váy, các bạn ấy lại chốt nhầm bây giờ chị. Lên lại đi, D542 nha. Cứ để em trả cáo cơ mọi người. D542. Đây có phải cả nhà hỏi bộ này không? Set này là bộ đầu tiên trả mặc đấy. Set này là có tên gọi là bao nhiêu nhỉ? Xả 98. Bộ này mình lên cho em là xả 98. Màu này là màu kẻ vàng. Kẻ vàng này em có full size 3S, 2M, 5L, 5XL. Set này hôm nay gửi tặng các chị cả bộ dạ 499. 499 ạ. Có hai màu, bạn này có màu kẻ đen và kẻ vàng. Giá là 499 nhá mọi người. Thôi đợi trả xíu nhá, trả đi thay đấy các chị. Em đi thay đấy các chị xem nhá. Hiện tại set đỏ trả đang mặc cả hai món chỉ còn L thôi.
chỉ còn L thôi các chị mình ạ. À, em không xuất XL nữa nhá, không dám nhận bởi vì hết rồi. Hai món trà đang mặc chỉ còn size L thôi các chị nhá. Đầm xanh trà mặc này mọi người này. D542 đầm đỏ măng tô đỏ đúng không? Đúng rồi chị Kim Dung. Chị ơi chị lên là D542, măng tô là MT142. Thôi, em ưu tiên cho chị Kim Dung luôn. Chị chốt cho em là VIP đỏ XL. Chuyển khoản cho em 1.199.000 là mình sẽ có. Nhưng mà trước tiên chuyển khoản hỏi các bạn xem còn không đã nhá mọi người. Nhắn tin trong bếp xem đã còn không đó mọi người ạ. Hoặc là bạn ấy sẽ chủ động nhắn tin cho mình. D542 size L cho chị Dung Kim có đơn. Đây các chị ơi, đây này, đây rồi. Em đã tìm ra được chân lý rồi. Đây mới là form chuẩn này chị này. Mặc lên nó phải như thế này. Mà các chị nhìn thấy em mặc lên nó rất là tôn dáng đúng không? Nhưng mà sao ạ, co giãn nó tuyệt vời các chị ạ. Co giãn nó rất thích luôn. Đầm em mặc là D542. Đặc biệt là màu đỏ vừa rồi trà đi thay ấy, thì em còn L với XL. Thôi, chắc hết XL rồi, chỉ có size L thôi. Còn màu xanh trà đang mặc ấy, D542 ấy, thì mình còn 2S, 1M, 1L, 1XL. Màu xanh này các chị, 2S này. Ồ dạ vâng chị Kim Dung ạ, chuyển khoản giúp em nhé. 2S, 1M, 1L, 1XL là đầm xanh trà mặc D542 xanh cổ vịt. Form dáng các chị nhìn cho em phần hông này, cực kỳ xuất sắc luôn đúng không các chị. Trả lại cho mình vòng eo con kiến, vòng hông được đánh nở tự nhiên, tôn vinh cả vòng một nữa. Áo xanh đằng sau cho chị xem mã gì, giá sao em. Chị mình muốn xem xanh sơ mi hay là xanh áo, hay là măng tô xanh. Măng tô xanh thì nó lại thuộc về cái set này. Nhưng mà em không dám chốt set bởi vì bây giờ số lượng nó còn rất là lẻ các chị mình ạ. Chị nào lấy cả set thì mình cứ ghi cho em là VIP, nhưng mà mình phải nhặt size, vì size nó không đồng điệu nữa rồi. Chị Kim Dung ơi, số tài khoản em ghi ở dưới đấy chị, mình có nhìn thấy không ạ? Đây này, một ngân hàng Techcombank. Ngân hàng Techcombank, chủ tài khoản Vi Tịch Nguyệt. Phải số tài khoản này không nhỉ? Đây, số tài khoản 1902 1400. Đó, đây đây, chuẩn luôn. Chuẩn luôn chị Kim Dung ạ. Ơi, sao cho mày ghi có XL? Hết cái gì, áo hay đầm hay là áo khoác? Áo khoác còn XL không? Chị Kim Dung ơi, các bạn ấy vừa thông báo rồi ạ. Chị mình, chị lấy cả hai món này xong ưu tiên chốt mà lại chốt rời nhỉ? Ừ, nhưng mà chốt cho người nào mà lấy hai món thì ưu tiên, lấy lẻ thì mình nhặt sau. Chị Kim Dung ơi, mình chuyển khoản luôn cho em đi. Các bạn ấy báo đâu, tên các bạn ấy báo hết rồi. Nhưng mà sau em hỏi lại lần nữa là còn cái gì đấy. Thì thôi, nói tóm lại là chị ưu tiên cho chị đấy. Chị phải chuyển khoản nhanh nhá, không là các bạn ấy tách ra rồi, tách riêng đấy ạ. Bởi vì các chị biết này này, khi mà bán mình đã xác định là em chả đã để riêng rồi, thì chị nào cũng giống nhau thôi. Thế nên là cứ ai chuyển khoản trước thì em sẽ để. Để ở đây là để cả set hoặc để riêng cũng được, nhưng miễn là phải chuyển khoản trước. Còn mình cứ bảo em ơi sáng mai chị chuyển nhé, thì thôi em sẽ ưu tiên cho chị khác. Cái này mình phải thông cảm, bởi vì nó là hàng xả ấy mọi người. D542 xanh size M à chị Lê Thủy, còn hình như còn mấy chiếc xanh 1 à. D542 xanh size M. Size M có một chiếc thôi, cũng phải chuyển khoản, nhưng mà không biết có còn không các chị ạ. Nói chung là tất cả các chị em mình đều phải chuyển khoản nhá. Đây là măng tô này, MT142 xanh cổ vịt này. MT142 xanh cổ vịt trà mặc thì mình còn 1S, 3L, 1XL. Áo khoác trà đang mặc còn 4 chiếc ạ, 1S, 3L và 1XL nha các chị. Em còn đúng 4 chiếc thôi. Chị nào yêu thích thì mình chốt luôn cho em nhá. Mã này là MT142. Form size sẽ là SML. S, à không sorry, SL, XL, M không có. M không có hàng.
SL các chị nhá. Áo măng tô em mặc thì nó còn tắc cài phụ kiện này. Nhìn sang nhỉ các chị nhỉ. Form dáng bên trong này mọi người. Với bạn này thì chị nào mà yêu thích cả set thì các chị mình vui lòng nhắn tin trong trang page để xem có còn không. Nhưng mà em chỉ đang chốt rồi thôi, bởi vì size nó cực kỳ lẻ ấy, mọi người. Măng tô chất vải gì tuyết nhung ạ. Cả măng tô cả đầm chất vải đều là tuyết nhung các chị nhá. Lên nốt set Trà đang mặc cho em đi. Chị nào thích thì mình lên cho em này. Đầm bên trong là D542. Áo măng tô bên ngoài là MT142. Chốt set này thì lên VIP xanh, nhưng set thì nó không đủ size mà nó bị chênh size mọi người nhá. Ok, 30 giây cuối cùng cho nốt set Trà mặc các chị em mình. Ngắm trước ngắm sau nốt cho em nhá. Đằng sau này mọi người này. Với form này thì tôi nó quá hết ý rồi. Thật sự là không có thể miêu tả được một cách kỹ càng với các chị được. Nhưng mà form này quá tuyệt vời rồi. Thôi em lên giải trí một set tiếp theo này các chị. Lên giải trí nhá mọi người. Lên giải trí một set tiếp theo cổ nơ. Em chả mặc bộ kẻ xả 55 đi. À bộ đấy à. Ôi bộ đấy còn có 5 set thôi mà chị mình vẫn muốn em mặc ở chị Nhân Nguyễn. Set đấy thì mặc lên xinh thôi rồi luôn, bởi vì cổ sen. VIP xanh, chị Lê Thủy ơi, VIP xanh size gì chị? Em không dám chốt VIP đâu. Mọi người cứ chốt rời đi, tôi nhắn các bạn ý xem có còn thì lấy luôn. Và quan trọng là cái vấn đề đây là quan trọng là phải chuyển khoản. Chị à, kể cả mình chốt có size rồi nhưng mình phải chuyển khoản. Không thì chỉ trong một giây thôi các bạn ý tách set, các bạn lại chốt cho các bạn, cho chị khác, thì coi như là mình cũng mất luôn cái đầm hoặc mất luôn cái mang tô đấy. Thế nên là mọi người cố gắng nhá, phải chuyển khoản nhanh. Chốt hàng đã, chốt hàng xả với chốt hàng sale là phải chốt nhanh tay. Phải nhanh tay ấy mọi người. Rồi bây giờ lên cho em set này nhá. Set này kỷ niệm các chị này. Bao nhiêu ạ? Chị Hồ Ái hỏi set nào nhỉ? Hỏi bạn nào ạ? Mình hỏi bạn là bao nhiêu để em báo cho mình giá luôn. MT142 size M ở chị Sinh Trần. Chị Sinh Trần ơi, mình chuyển khoản cho em nhá. MT142. À đâu có M. Em sorry chị, sorry không phải chuyển khoản cho em đâu vì không có hàng. MT142 màu xanh của vịt chỉ có SLXL thôi đấy. Chậm một giây thôi em lại bảo chị chuyển khoản là hỏng của em rồi. Không có M ạ. Áo khoác chàng mặc MT không có M. Chỉ có SLXL. Lên mã này cho em là xả 91 em đây. Điệu ạ. Sần điệu hông. Xả 91 ạ. Xả 91 em còn 1S 2M 1L 4 set này các chị này. Xả 91 bộ này là thêm về màu xanh ghi. Màu xanh ghi nhá. Lên cho em mã này là xả 91 1S 50kg mặc vừa, 2M 55kg mặc vừa, 1L dưới 60kg mặc vừa cho em. Set đang mặc còn M không? Cả set Trà đang mặc không có M, chỉ có đầm M thôi. Còn áo này là SLXL. Xem trong mặt đấy còn sót cái nào không thì bảo chị người. Cái này cái gì ấy chị? Thì hôm nay nó có một dây đấy, có một dây màu xanh đấy, nhưng mà không biết nó còn con gì không, chưa khui ra chưa biết. Nó duy nhất một dây này chị gửi. Thế thì chị em mình cứ chốt thôi, em cũng không biết được cơ mọi người, khó nhỉ, vì mình không biết trước là mai em khui hàng thì mới biết được. Thì mình mới biết thì được. Các chị chốt thì các chị cứ để lại thông tin đi, số điện thoại. Chị nào mà thích chốt set Trà mặc M, ví dụ như là đầm M, măng tô M thì các chị cứ chốt trước thôi. Chốt trước thôi nhưng mà phải dặn các bạn sale đi ạ. Không chị ạ, không các bạn đi lại báo luôn là hết rồi. Thì để mai mình xem đã, mình xem chỗ này đã. Em đang mặc dạ MT142 Trà mặc là 859.000 áo rồi. 459.000 đồng bên trong đầm riêng. Cả set này là 1.199.000 chuyển khoản free ship cho em. Các chị ơi, các chị bảo này, em bảo này, vừa rồi em có thấy một thông tin là hiện tại ở đây là đang có một gì của cái set Trà mặc nữa. Dạ. Mờ. Mở cả set luôn ấy, cả hai món luôn ấy. Chị em mình muốn hỏi M của cả set Trà mặc thì hiện tại là hình như có khả năng còn SML, XL khả năng còn, bởi vì nó cũng chưa khui ra, chưa mở ra, chưa biết chị ạ. Thế nên các chị cứ chốt dự bị chốt trước đi, còn thì các bạn liên hệ nhá. Cả set Trà mặc là 1.199.000 chuyển khoản công ty free ship cho mình, hỗ trợ ship toàn quốc luôn các chị mình nhá. Lưu ý giúp em lên mẫu Trà đang mặc là VIP xanh hoặc là áo bên trong là đầm bên trong là D542. Đấy, D542 có mở không chị? Chị Lê Thùy chốt luôn này. Nếu như có thì bà chị chuyển khoản. Thôi để mai nữa nhá. Để mai kiểm là chị ạ, phải chắc chắn thì mới chuyển khoản được. Thôi cứ để đến mai. Chuyển khoản mai để không có này ấy. Mất công chị. Đúng rồi, mất công là mất thời gian nữa thôi. Chị cứ để cái bình luận của mình ở đấy. Ngày mai các bạn ấy mở ra xem có mở các bạn liên hệ luôn. Đây này chị Lê Thùy. Chị Lê Thùy đúng không? Chị Lê Thùy. Lê Thùy. 030 này, số này chị là 030, chị đặt bộ VIP xanh này size M. Okay. Thì xem là chị có hàng một cái là nhắn luôn, gọi luôn cho chị, là chị chuyển luôn cho em nhé chị nhá. Nếu như mà có một cái chị chuyển cho em luôn số tài khoản nhé chị. Để bắn số tài khoản xong rồi làm gì đơn. 142 nhá, được không chị?
còn màu đỏ không? Màu đỏ thì em cũng không biết luôn cái chị ạ. Thật sự là không biết luôn đấy mọi người. Thôi chốt bộ này cho Trà đi. 0291 màu kẻ xanh, duy nhất một màu quên mất. Bíp xanh size S, bộ em mặc có size S không? Cũng không biết luôn, để mai nhỉ. Thôi được rồi, là chị Phương Đoàn ơi, mình chốt cả set Trà mặc xanh size S đúng không? Thế thì lại để mai nhá chị, xem có còn không thì các bạn đi liên hệ. Cả set Trà mặc là một. Chị ơi, bây giờ tất cả các chị mình ở đây, chị nào muốn chốt cả set luôn ý, mình không muốn chốt rời, mình muốn cả bộ, thì mình cứ ghi bình luận ở dưới đi, để ngày mai bộ nhập, S hết nhập, à? Nhập ra xem các bạn bảo thế, em biết đâu. Nhập ra để chốt. Bây giờ em bảo này, các chị tranh thủ chốt VIP. Đây, mình chốt VIP đỏ, VIP xanh tùy mình. S, M, L, X, L. S có VIP xanh không? Bảo chị chuyển khoản đi, còn duy nhất một bộ thôi. Chị ơi, VIP xanh sẽ S đang còn một S này mọi người. Cả hai món luôn, VIP xanh là đầm S áo moto S chuyển khoản cho em. Ở đây em đang thấy là có chị Phương Đoàn này chuyển khoản cho em thì mình có luôn nhá. Trong tối nay luôn chị ạ. Đây này, chị Lê Thuần này, chị Thu Hướng, Thị Kim này, đấy. Các chị mình đang mong muốn VIP size gì và màu gì thì các chị cứ bình luận để ngày mai các bạn ý mở hàng ra xem có còn không. Còn biết đâu lại dư 1-2 bộ thì nó lại may mắn nữa mọi người. VIP đỏ mờ còn không? Không ạ, cả mấy đứa nó không ạ. Không có. Ok, chị Phương Đoàn chị trả cho em nha. D542 à, chị Thảo Tuấn sợ hết rồi đấy. D542 sợ hết rồi. Lên mã này cho em này, 0291. Bạn này mình lên cho em là 0291 nha mọi người. Hiện tại bộ này là bộ kẻ xanh ghi và em đang có cho các chị em mình đó chính là bao nhiêu nhỉ? 1S, 2M, 1L, S, M, L nhá. 599 thì set này chuyển khoản cho công ty luôn cho em đấy mọi người. Bộ này là kẻ xanh ghi, thiết kế các bản cổ nơ lớn. Chà ơi, em bộ này còn có 4 bộ thôi, chị nào chị chuyển khoản thì ưu tiên hỗ trợ là 559.000. 559 chuyển luôn cho em đấy các chị này. Còn lên luôn nhỉ? Để cho nó hết đi. 559 luôn các chị ơi, nhanh nhá. 0291 559.000, chớ quá đẹp. Cái set dạng D542 là mã nào? Đây em đang mặc bên trong đỏ hoặc xanh, chị chốt. Ý là chị chốt cả hai ấy. Đây, chị Lan Anh Bùi ơi, chuyển khoản cho em đi, 559 thôi. Nó tính ra khoảng tầm 560.000 thôi chị ạ. Chuyển khoản cho em nhá. Size L là bao nhiêu? Size L em còn một set thôi các chị ạ. Thôi cái này còn 4 set thì 559 là em thấy hợp lý hơn đấy nhỉ. Hợp lý hơn đấy. Em còn 1S, 2M, 1L. Bộ 0291. Thiết kế cổ nơ này rất hot, rất đình đám. Các chị nhớ cái bộ này có mấy màu không? Set này có 2 màu, có màu xanh ghi và màu đỏ. Mà 2 màu này thì hiện tại đang cháy hàng. Đặc biệt màu ghi còn có 4-3 set này. Màu ghi bây giờ còn 3 set, các chị mình chốt nốt cho em nhé. Cú pháp là 0291 kẻ xanh ghi. Em còn 1S và 1M thôi là em hết hàng ạ. 559 chất liệu dạ luôn, nguyên một bộ của em. Dạ u mì, cái này dạ u mì nhé. Lên cho em xả 0291. 0291 1S 2M là hết hàng á mọi người. Chị muốn chốt VIP. Em ơi chị ơi, chị cứ để cú pháp đi chị. Xem ngày mai các bạn thì mới kiểm tra chị ạ. Mới bỏ ra kiểm tra. Mình không có số tài khoản nên chẳng mua được, chán ghê. Chị thông cảm nhá. Bình thường thì các chị mình thấy là bình thường trả like thì các chị không bao giờ phải thanh toán trước như này đâu. Mình vẫn cứ nhận hàng kiểm tra thôi, nhưng mà bởi vì đây này, ví dụ như cái măng tô này, cái đầm này, nó hết sạch hàng chị ạ, nó lẻ sai. Thế nên là mới có cái chương trình gọi là chuyển khoản trước thôi. Chứ bình thường là vẫn bán hàng vô tư. Mấy đứa đang tranh nhau giành giật ở trong kia. Đơn á, áo á, xếp. Tại vì nhiều lúc còn một bộ, hai bộ ấy, thì thành ra là chị, tại vì là khách là phân về mỗi một bạn mấy đúng không? Một bạn một chị. Bạn nào chốt trước với khách chuyển rồi thằng kia nhỉ? Là đói luôn á. Đói luôn. 0291 còn sale có đúng một bộ thôi chị ạ. Không biết các chị chốt chưa? 0291 là bộ này à? Đấy. Xin bỏ qua bộ VIP đi đi. Xin qua bộ VIP về đi á. Không còn hàng nữa rồi đúng không? Các chị đại lý cũng hết luôn rồi đúng không chị? Chị thu hết về rồi. Tức là bây giờ hết sạch rồi. Mã này coi như là hết. Mai cùng nắm là các bạn chốt xong rồi nó chỉ lẻ tẻ ra chắc là còn một hai cái, nhưng mà nó lại không vào cái size các chị chốt đi. Nó chỉ còn thế thôi. Đúng rồi ạ. Chị ơi, 0291 là bộ em đang cầm. Bộ này hiện tại đang có để các chị em mình size S, M, L. Nhưng mà size L thì em không biết là chị Lan Anh Bùi chốt chưa. Thì chị Hoàng Út, mà nếu như mình muốn biết thêm thông tin ý, thì chị có thể nhắn tin cho em. Nhắn tin vào trong trang page hoặc là chuyển khoản cho em nhé. Nói chung là hai chị gái, chị nào chuyển khoản trước thì em chốt cho chị đấy. Nó phụ thuộc vào. Chị thấy em thấy không? Chị làm về muộn nên là chả thấy gì nữa. Thôi cứ mỗi hôm chốt một cái là ấm lòng. Từ hôm trước giờ chị cũng đặt nhiều lắm. Đây, nhưng mà chị không comment đây, chị hay báo chị. Tầm này toàn thế là lấy luôn thôi. Thế chị bảo là mỗi lần như này thì mới được giá tốt chứ. Đúng rồi, giá thì đang là đúng rồi cái mức giá. Bây giờ em nói thật với các chị, ngay kể cả bộ trên tay Trà đang cầm này, 559 thì lại quên. 559 đúng không các chị? Mà mức giá này thì nó quá là hữu nghị, quá là hợp lý, hạt rẻ. Còn 4 bộ là bên em gọi là đầy lốt các chị ạ. Thế nên là các chị tranh thủ chốt các chị nhá. Đấy.
Bây giờ em còn 3 thôi. Bây giờ em còn 1S 2M thôi, ủng hộ em đi. 1S 2M, size S của bộ dạng Umi này dưới 2N, N là 2 chỉ chốt. Dạ, nhưng mà L có 1 thôi, không biết là chị nào chuyển khoản trước rồi. Chị bảo chị nào chuyển khoản trước thì để em đẩy trước vậy. Đấy. Còn size M thì em vẫn đang còn 2, size L thì vẫn đang còn 1 các chị em mình nhá. Nhưng mà L thì thôi không dám nhận nữa, không nhận L nữa các chị mình thôi. Chốt nốt mã này. Em lại một lần nữa em qua này. 0291 kẻ xanh ghi có S và có M. Giá 559. Chào qua nhá, giúp mã luôn. Lên tiếp hoặc xếp tiếp theo các chị luôn này. Bộ tiếp theo em lên cho các chị mình sẽ là vào như đây. Xả 94. Chị chuyển khoản nhé. Thế chị Lan Anh Bùi ơi, mình có nhìn thấy số tài khoản ở dưới thì chị chuyển giúp em với ạ. Em cảm ơn chị ạ. Chuyển khoản xong rồi chị vui lòng chụp màn hình lại giúp em nhá. Xong chị gửi vào trong gì nhỉ? Ở đấy để cho các bạn đỡ bị nhầm biết chị chuyển rồi. Tại vì nhiều chị chuyển là các bạn ấy sẽ dễ bị nhầm ấy. Chị chuyển xong cái chị nhắn tin luôn là các bạn ấy biết luôn. Khoác mẫu đang mặc. Dạ khoác mẫu em đang mặc thì chị ơi bây giờ em cũng không dám chốt xe này nữa. Chị mặc size gì? Chị Bùi Thanh Vân ơi, mình mặc size gì? Từ từ cho em hỏi trước đã, mình mặc size gì chị, bởi vì thật sự là cái này nó hết sạch hàng rồi, bây giờ em cũng không biết như nào. Các chị chốt xong mà một giây ở trong kia khui ra. Ơ chị đây là hàng gì đấy? Mẫu mới của năm mới à? Nhiều thế hả? Nhiều lắm. Đang về thêm à? 100 mẫu mới à? Các chị mình ơi, lên tiếp cho em mẫu tiếp theo nha các chị nhá. Set này mình lên cho em trả ngày hôm nay sẽ là mình gì ạ? Mình S à, chị S à? Xả 94. Mẫu này là xả 94 nhá. Mình S thì em sợ hiếm rồi. À lúc nãy là còn một bộ là chị chốt rồi đúng không? Chị ơi, chị chuyển khoản chị đấy. Chị Đoàn à? Không, không nhớ. Chị ở trên thôi. Hay là chị Lê Thùy hay chị gì? Tóm lại là có một chị bảo chốt rồi. Chị thế thì bảo chị Vân là ngày mai để xem cái dây kia xem là có còn bộ nào không, nếu mà còn thì bảo chị nhắn tin cho mình đi. Các chị mình chủ động nhắn tin nhá, nếu như size S thì hiện tại đang hết. Còn ngày mai mà hàng đại lý gửi về thêm được bao nhiêu thì em like bấy nhiêu. Các chị ạ. Còn trước tiên thì bây giờ mình cứ chốt size S, trả mặc thì là hết rồi. Mọi người ạ. Ok bây giờ lên cho em bộ nấu tây em đang cầm đi. Set này ngày hôm nay sẽ là set cũng là dạ nhưng bạn này phong cách được phối viền màu. Mẫu này mình lên cho em là xả 94. Hiện tại xả 94 để em xem size. Ui các chị ơi, đủ size luôn ạ. Các chị, mẫu xả 94 này em có tên vui FMLXL. Đủ size số các chị nhá. Xả 94 hiện tại đang có đầy đủ form size cho em, đó chính là size S này, size M, size L và size XL. Hôm nay công ty tri ân bộ này với mức giá cực kỳ ưu đãi, phải nói là sao là cái gì đó? Giá sốc ấy, kiểu giá gọi là giá lỗ đấy. Đấy, giá không thể mà là giá sốc cho các chị mình luôn. Xét bộ dạng chất lượng như này, phối màu viền cổ, ăn ní, phần tay áo, phần viền túi này, cúc cũng màu luôn, cúc cũng bọc luôn cho em. Dạ sản phẩm này cả chân váy cho em là 2 lớp nha mọi người nhá. Nói chung là tổng thể cái set này nó quá là ok rồi mọi người. Nhưng nghe đến cái giá nó là giật mình các chị ạ. Chọn sẵn đi, em có đủ size để phục vụ các chị. S, M, L, XL. Lên cho em bạn này là đấy xả chị, 94. Đây này chị Đoàn Thị Phương này. Chuyển khoản set VIP xanh, chị nhắn đầy đủ này luôn nên nó không thể làm mà nhầm mình được. Là biết luôn. Xả 94 mình chốt cho em 499.000 các chị ơi. Bộ dạ cho em nhá, dòng này đang bán bình thường 799. Đã là cái mức giá các chị mình phải nói là chốt ầm ầm rồi. Hôm nay duy nhất xả 94 nhưng em có đủ size. Tức là bộ này em có đủ size này, S, M, L, XL. Từ 40kg đến 64kg là maximum các chị mình mặc vừa. 499.000 cho em nhá, các chị chốt mã này đi. Chốt cái set này cho em. Nhiều thời điểm ấy, em khuyên các chị em mình nên chọn cái set nào mà giá nó rẻ, hợp lý mình chốt, các chị tội gì đúng không? Đúng không mọi người, tội gì đúng không ạ? Nên là các chị chốt set này cho em, vừa là dạ này mà màu nó cũng phối hợp kiểu mix màu rất đẹp luôn. 499. Có set dập ly nâu không? Xem chưa like cho em nhá. Chưa like, trưa nay em trả like đấy mọi người, nhưng mà tối nay em lại thấy các bạn ý không like, không lên nữa rồi. Nếu mai bộ VIP mở màu đỏ không còn mà màu xanh thì còn thì vẫn chốt cho mình nhé. Ok, chị Lê Thuần là khách quen rồi đấy. Thế để ngày mai các bạn ý mở ra bạn ý xem rồi bạn xem có còn hay không chị nhá. Nếu như mà mình kiểu chốt rất là dễ. Em ngọt này được. Ủa sao vậy nhỉ? Thế nên là nhiều chị sẽ không vào xem được, chị vào cũng trong tình trạng này mà. Thế á? Ừ. Đây, cứ vào xem nó đem gì. Thế là do gì nhỉ? Nên là các chị không vào xem được. Chị ơi, chị mình nếu như mà lấy màu đỏ mà hết thì sang xanh thì em nghĩ khả năng cũng là sẽ chốt được đấy. Xả 94 có giá 499, mọi người chốt đi. S, M, L, XL em phục vụ cả luôn các chị mình ạ. Xả 94, S, M, L, XL đầy đủ luôn. Chị Đỗ Thị Mai Loan ơi, set trả mặc hết rồi mọi người. Còn 4 set nữa nhưng mà em cũng không biết size gì nên không dám like hết mọi người ạ. Cho chị nào thích set em vui lòng nhắn tin nhá. Thích set trả mặc vui lòng nhắn tin cho em. Chị nào thích set trả mặc vui lòng nhắn tin để các bạn đi lên đơn.
bởi vì hiện tại set trà mặc thì em cũng không dám chắc là còn size như thế nào. Xả 94 size S cho chị Hà Hoàng, có đơn địa chỉ cũ lên luôn, 499. Chị Cao Thị Bình xả 94 size S, ok có đơn luôn. Mẫu này đủ size, các chị mình không cần chuyển khoản đâu nhá. Đủ size không cần chuyển khoản, nhưng mà các chị ơi chắc chắn nhận thì hẵng chốt nhá. Chắc chắn lấy thì hẵng chốt cho em không, em sẽ để một cái đặc quyền là không cần chuyển khoản cho cái mã xả 94. Nhưng mà các chị cố gắng là phải chắc chắn lấy chứ đừng mình đặt xong mình không nghe máy em buồn lắm đấy mọi người, tủi thân lắm đấy. Tối nay khóc mất ngủ luôn đấy mọi người. Vip đỏ size S thì để đấy mai xem có còn không thì em sẽ bảo con nhặt ra nhá, nhưng mà sợ không có đủ để trả hết đâu. Rồi ạ, chốt cho em mã này xả 94 đi các chị. Xả 94 chất liệu là dòng sản phẩm dạ cho em nhá, form cực kỳ dày luôn. Cực mà cực dày luôn. Cực kỳ mẫu luôn. 0294, BB0294 mặc tay nhau cả. BB0294. Lên cho em mã này 499.000 các chị, hết cái để tặng rồi. Hết sạch những cái gì để tặng với các chị mình ạ. Mà nó lại không đủ size chứ. Đâu có phải để size đâu các chị. SMLXL khả năng 90% các chị em mình chốt là có đơn. Bởi vì sao đủ size? 10% còn lại, 10% còn lại là em sợ là nó sẽ hết nhanh trong một đốt nhạc thôi. Còn đâu là các chị mình 90% là có đơn nhá. Chị Thanh Hoàng có cho em xả 94 size L. Ok chị, mình nhắn địa chỉ cho em luôn cho nó nhanh chị ạ. Xả 94 hiện tại em có duy nhất một màu kẻ nâu này thôi. Màu này em trả sẽ gọi là kẻ nâu. Chất liệu dạ u mì nhập khẩu. Thôi chất này mà không dày thì nữa thì em cũng không biết tặng các chị mình chất gì nữa đâu mọi người. Anh lì không bay không xuống. Mà mặc lên nó che khuyết điểm mạnh, che khuyết điểm tốt, tối ưu được form dáng, bóc dáng cho các chị. Xả 94 size M cho chị Hương Huyền. Ok, chị Thanh Hoàng em chốt 1 này, chị Hương Huyền chốt 2 này, chị Cao Thị Bình chốt 3 này. Ok luôn mọi người. Chị Hà Hoàng chốt 4 này, tiếp tục lên xả 94 cho em đi. Lên xả 94 cho em 499.000. Giá này hôm nay ít nhất phải chốt được 10 set em mới kết thúc live mọi người ạ. Chốt ít nhất 10 set cho em. Áo khoác em mặc thì các chị cứ nhắn tin trong trang page, bởi vì hiện tại đang thế hết rồi. Ngày mai thì không biết có còn thêm, về thêm được 2-3 chiếc thì chốt nhá. Xả 94 65 ký vừa chị không em. Chị cao bao nhiêu ạ? Chị có thể mặc được đấy. Mấy em đang bảo là có 100 con nữa để cho em chốt và chị chịu. Bao nhiêu? 100 con nữa để cho em chốt sách bách. Sách VIP đang mặc cái VIP à? Ừ. Và có thêm 100 con nữa để chốt cho các chị. Tầm này có kia các chị đặt thì cũng không có chứ đừng nói là chốt. Nếu mà em mà sản xuất thì em phải bán theo giá ấy rồi. Em phải bán theo giá hơn 2 triệu. Mà thật ra tầm này cái gì cũng cao. Thế thì đang bảo bây giờ không lấy được nữa rồi. Em đã thanh lý rồi, tại vì lẻ tẻ. Đấy, thì mình thấy là mình may mắn lắm. Mình đã may mắn hơn so với gần 1 triệu dân không các chị mình. Ok, chị Hương Huyền em thấy địa chỉ của mình rồi, em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Xả 94, 65kg, nếu như mà cao trên 1m6 thì vừa. Con mày đanh lì lắm các chị ạ. Rồi, chốt nốt cho em nhá mọi người. Em đang chốt được 5 suất rồi, còn 5 suất nữa cho em thôi. Xả 94 giá là 499.000. Em chỉ nhận đúng 10 suất thôi, các chị đẹp nhá. Lưu ý cho em với những cái mẫu này thì mình chậm tay thôi là mình cũng đã bỏ lỡ những cái sản phẩm rất là. Chốt được cho chị Lê Thùy không nhỉ? Chị Lê Thùy chị lấy xả 94 mà. Ừ, đang bảo có chốt được không nhỉ? Có chứ. Tất cả các chị em mình chốt xả 94 đều có hàng bởi vì em có đủ size. Em nhận chị Lê Thùy là chị bộ VIP chứ, bộ VIP CS đấy chứ. Chị Lê Thùy đâu? Lê Thùy lấy em chị... bảo chuyển khoản cho em. Bộ VIP đỏ á? Ừ. Ok đấy em không biết. Nhầm. Bộ VIP đỏ em bảo chị là Mai. Em cũng không biết nên em có chốt luôn đâu. Em hẹn chị Mai rồi. Hay chị Lê Thùy Mai, em nhầm, chị Lê Thùy lấy bíp đỏ, không phải lấy cái bộ xả 94. Nhưng mà Mai chị ạ. Chị cao 1m60, nặng bao nhiêu cân nhỉ chàng nhỉ? 65kg. Eo chị bao nhiêu chị nhỉ? Eo mình có dưới 81 không chị? Vòng eo của mình bao nhiêu? Có size lớn không? Size lớn nhất của em là XL. Size lớn nhất là size XL ạ, 64-65kg quay đầu. Nói chung nó phụ thuộc vòng eo. Có chị nhá, 65kg nhưng mà eo nhon, eo mi nhon lắm, eo gọn lắm. Thế nên là vẫn vừa, thì nó cũng tùy chị ạ, tùy từng form người. Thực ra là cái set kẻ này các chị mà thích phối người khác đi, chẳng hạn chị mặc cái chân váy kẻ này với áo một màu cũng rất là xinh. Đây, chị nhìn cái form áo cho em chưa? Các chị nhìn cái thiết kế áo cho chả chưa? Xả 94, 499.000, SML, XL đầy đủ luôn. Phục vụ các chị em mình từ 40kg trở lên và 64-65kg quay đầu. Cho mình xem lại bộ xả 55, chị nhắn Nguyễn, ok. Xả 55 hiện tại em đang còn. Chị ơi cái này em xin phép là em trả thì không mặc được đâu. Bởi vì thật sự còn 3 bộ đó chị ạ. Bảo em đi thay xong rồi quay ra, chưa kịp ra xong thì đã hết rồi. Còn có 3 bộ thôi. Lưu ý giúp em những cái hàng xả này thì em sẽ ghi, em sẽ chỉ dơ thôi chị ạ. Đây, nhưng mà bộ đẹp lắm. Chị Nhân qua là đi rồi đấy chị Hải nhá. Chị Nhân Nguyễn ơi, set này đẹp lắm mọi người ạ. Chị Nhân, chị Nhàn nữa, chị Nhân Nguyễn ạ. Xả 55 lên cho em nhá. Mẫu này chốt cho em xả 55. Em đọc lại size cho nó chuẩn luôn này. Màu em đang cầm là màu kẻ đen.
xả 55 kẻ đen, em còn cho các chị mình 1S, 1M, 1L, 1XL, 4 set các chị ạ. Xả 55, 499, chị Nhàn Nguyễn này, cổ sen này, quần ống đứng này, cao 1m64, nặng 52kg, mặc size gì bên em nhỉ? Chị Hương Huyền ơi, mình mặc chuẩn size M luôn ấy. Form người chị là mặc M chuẩn size, kiểu gọi là size dân công sở là mặc chuẩn đấy. Cháu ơi, đơn tối qua gửi chưa? Mong hàng quá. Bình tĩnh chị ạ, gửi rồi. Tất cả đơn hàng tối qua đã đóng hết rồi, chị bình tĩnh. Nay mai nhận 2-3 hôm nữa nhận được cho em thôi. Chị Vân Thanh Hải nhận đấy. Có nhiều chị đang mong hàng mà còn chưa thấy được, còn nhiều chị thì lại không nghe máy của em. Buồn không mọi người ơi? Set này mình chốt cho em nha. Bộ màu kẻ đen này lên cho em là xả 55. Em còn mỗi size một bộ. Mỗi size một bộ các chị nhá, giá là 499.000. Với chất liệu này các chị mình mặc nó còn không những là lên form mà còn gì còn giãn nữa. Còn co giãn đàn hồi đấy các chị mình. Nó bảo ra nước mũi chị bảo biến. Biến là không chơi. Giờ này thằng nào mà ho mà ra nước mũi này cút. Không chơi cùng nhau nữa luôn. Cao 1m55, nặng 58kg. Chị mặc size L cho em. Không được đứng gần. Size L còn có một bộ thôi chị ạ. Cảm cúm không được đứng gần. Size L còn một bộ thôi, chị lên cho em đi chị Nhàn Nguyễn ơi. Bộ đấy là xả 55. Một bộ size L duy nhất thôi, chị đẹp nhé. Giá là 499, ok. Rồi, chào review nốt 1 đến 2 mã nữa thôi. Chắc là chả kết thúc đây các chị em mình ạ. Nên là mình hỏi gì, mình chuyển khoản gì, hay mình muốn nhắn điều gì, mình nhắn luôn đi. Nhắn luôn cho chả đi chị. Xả 55 không có chân đầm mà em dạ không, những Huyền kiểu nó thế lắm. Kiểu xả 55 nó đi với quần, bởi vì cổ sen thì nhìn dáng nó thanh lịch, dáng năng động ấy mọi người. Đây, xả 55 em chỉ có quần với áo thôi, không có set như này mà chân váy đâu mọi người ạ. Nhưng mà dáng này đẹp mà, nhìn nó hợp hơn, nhìn nó trẻ hơn đấy các chị. Kiểu phong cách kiểu phóng khoáng hơn ấy. Xả 55 499, em có 1S, 1M, 1L, 1XL. Chuyển khoản riêng mã này để chuyển khoản này. Xả 94 có thể không chuyển khoản bởi vì em có đủ size. Thanh Hải, Thanh Hải đang bảo phải mua rồi mới nghiền, còn chưa mua thì còn đắn đo. Dạ đúng rồi, cái này thì chuẩn chị ạ, tâm lý mà. Chị đã mua rồi là ngày nào chị cũng ngóng chị nhỉ. Ngày nào xem like hả chị, ngày nào cũng chờ mong là những cái mã siêu phẩm lên kệ đúng không? Mã này mình chốt cho em là xả 55 kẻ đen nhá. Em nhắc lại một lần nữa sau đó là em giúp luôn. Xả 55 kẻ đen em có 1S, 1M, 1L, 1XL. Giá công ty tri ân 499. Ưu tiên chuyển khoản chốt đơn cho trà luôn các chị em mình nha. Bộ này thì em nói thật với các chị là cứ dơ lên mẫu nào, dơ lên lần nào các chị hỏi lần đấy. Thậm chí chưa kịp dơ chỉ treo đằng sau lấp ló thôi các chị đã hỏi rồi. Cái xả 55 này này, bộ này này mọi người. Xả 94 size M, ok chị Hương Đinh có đơn. Xả 94 giá là 499, đừng quên của em nhé mọi người. Xả 94 hiện tại vẫn đang còn đủ size số S, M, L, XL. Chị Hồ Ái xả 55 size M. Ừ, xả 55 size M, dạ vâng chị ạ. Chị ơi, chị chuyển khoản giúp em chị nhá. Đúng rồi ạ, phải chuyển khoản giúp em nhé, bởi vì nó không có hàng mọi người. Chị còn xả 94 thì em không cần các chị chuyển khoản, hàng đủ thì không phải lo. Các bạn là đến thời điểm này là công ty đã bán, đã xả lỗ cho các chị những cái sản phẩm rất là chất lượng rồi. Mà nhiều lúc là chẳng hạn như kiểu là các chị mà không chuyển khoản trước mà đi hàng sau này đẩy về là bọn em lại lỗ thêm phí ship 60.000 nữa ạ. Đấy, thì các chị mình tính chi phí cho công ty thì mình thông cảm giúp em là vì như vậy mới chuyển khoản đó chị ạ. Em chả mới thấy có cái nút này nó hiện chữ lên rất đẹp. Xả 94 nhá mọi người. Xả 94 hiện tại là kẻ nâu SMLXL full size 499. Xả 55 cũng là 499 nhưng mà là áo với quần, nhưng cái này lẻ size với chuyển khoản này. Lẻ size nhá, mỗi size một bộ, ok em rút luôn. Các chị ơi, em review 1 đến 2 mã nữa nhá các chị nhá. Có chị đẹp mà có câu hỏi gì không? Hay là tặng cho các chị kỷ niệm. Trước khi kết thúc live thì tặng kỷ niệm sơ mi cho nó rực rỡ nào mọi người. Lên một chiếc sơ mi với phiên bản là sơ mi được thiết kế thủ công, thiết kế độc quyền luôn. Bao nhiêu chị em mình đang chờ mong sơ mi thả cái này, cho em cái này một hôm cái đợt bán ra tháng này một chị sang đây là lấy cả hai màu luôn. Này là 385 này, chưa thì gần 400. Chị lấy cả hai màu luôn đấy. Chị giáo viên ở gần đây. 100.000 mà. Đấy, chị chơi mà thật sự là xứng đáng các chị. Bản là mặc lên nó quá xinh thì thành ra là chị ưng quá chị lấy cả hai màu. Đúng rồi, mà khi mà mình nhìn ở ngoài rồi thì nó lại có một cái tinh thần nó khác biệt hơn, ở ngoài nó khác hơn. Chất có co giãn không em? Chị mình hỏi set nào? Chị Hồ Ái sắp xả 55 á. Chất đàn hồi nhá, vì quần chị ạ. Quần mà không có giãn thì tôi không mặc được. Em nói thật, chân váy không có giãn các chị em mình còn cố thể bước đi được. Nhưng riêng quần mà không co giãn thì thôi đứng hình luôn mọi người ơi. Chắc chắn là phải co giãn. Tất cả dòng của công ty đều có độ co giãn hết. Để các chị mình hoạt động, mình còn gọi là di chuyển, mình còn đi lại. Chứ đâu có phải mình mặc mình đứng không tại đâu. Tại vì các chị là đi làm cả ngày là phải có độ đúng co ngồi giãn này. Dễ chịu thì nó mới thoải mái. Họp hành này, đi lại này, xe máy các chị mình cũng đi này đúng không? Nói chung là tất cả những cái sản phẩm đấy nó phải phù hợp với tính năng ưu việt. Đều là có độ đàn hồi. Rồi bây giờ em kỷ niệm các chị một chiếc sơ mi nha. Lên nó đi, sau đó là chào chuẩn bị kết thúc live rồi các chị ơi. Nhanh nhanh nhá mọi người.
Mẫu sơ mi này ngày hôm nay các chị chốt cho em sẽ có tên gọi là áo. Mình viết tắt từ A cho em, A99. Mình lên cho em chữ A nhé mọi người, A viết tắt từ áo đấy. A99 ngày hôm nay để em xem còn bao nhiêu chiếc nào mọi người nào. Hình như cái này đủ size à? A99 đủ không? Hình như đủ size hay sao ấy, em không thấy các bạn ấy kê. Không thấy các bạn ấy kê khai ở đây thì tức là đủ size đấy mọi người ạ. A99 hai màu đủ size cho Trà luôn đi. Mình lên cho em mã là A99 nâu hoặc là gì? A99 xanh nhá. Mẫu này mình vui lòng chốt cho em là vui lòng chốt cho em là A99 nâu và A99 xanh. Hôm nay công ty tặng bao nhiêu hả công ty ơi? Mẫu sơ mi này chị mình ơi, 269 em. Bao nhiêu? 269.000. Bạn này thì chốt cả hai màu hoặc thay đổi. Thứ hai mặc nâu, thứ bảy mặc xanh cho em, đúng không các chị? 269.000 các chị ơi, nhưng mà cái này rất đẹp. Tay bạn này không phải là dáng tay đơn điệu nhàm chán, mà tay này là tay cánh tiên. Nó rất mềm. Chính cái điểm này che bắp tay của các chị mình rất tốt. Mà đây là dáng tay lỡ. 269.000. Các chị đẹp lên giúp em mã này cho Trà luôn là A nhá, A99. Mã cũng đẹp, A99. Các chị nhìn này, thiết kế cho mình một cái vòng cổ ngọc trai được đính hạt thủ công. Bạn hoa này là hoa 3D các chị mình nhá. Xả 55 CL ở chị thì chị chuyển khoản xem có còn không nha mọi người. Em không biết, em cũng không dám chốt đâu các chị ạ. Vì xả 55 thì em bảo là mỗi size còn một bộ, thế nên là cái này nó phụ thuộc vào các bạn sale chốt đơn cho mình nữa nha các chị. Thôi bây giờ mình tập trung chốt cho sơ mi cho Trà đi. Áo sơ mi hôm nay có tên là A99 các chị nhá. Sơ mi mình có tên cho em là A99. Mẫu sơ mi là chị Nhàn Nguyễn cứ nhắn vào trong page để các bạn ấy xem đã chốt cho chị nào chưa, nếu mà chưa chốt thì mà chưa vào. Đấy, sẽ báo chị chuyển khoản. Đúng rồi ạ. Mình tất cả các chị mình cứ nhắn tin vào trong trang page hỏi xem là em ơi chị đang muốn chuyển khoản mẫu này thì em hỏi em kiểm cho chị xem có còn không. Nếu như chưa ai chốt thì để cho chị thì chị chuyển luôn. Sau đó thì chị chụp màn hình gửi cho em. Thế là xong. Là mình chị hỏi xem nhá. Xả 55 CL là còn không? Không phải L không em. Còn không chị? Khoác ngày mẫu mặc bao nhiêu? Áo khoác Trà mặc là 859.000. Nhưng mà em không biết có còn không ạ. A99 xanh, ok chị Hương Quỳnh. Chị Hương Quỳnh quá nhiệt tình luôn, chốt và chuẩn luôn. Em Trà ơi. Dạ. Bộ lời với bảo chị chuyển khoản đi. Chị ơi, chị Nhàn Nguyễn ơi, chuyển đi em vẫn còn. Phải nhanh lên chị ạ, nha chị nha. Em vẫn còn nha các chị. Bộ xả 55 ấy, em còn một lờ đấy. Chị chuyển khoản cho em. Quay trở lại cho em bạn này là A99. Các chị ơi, mẫu này mình lên cho Trà là A99 nhá. Mình có cho em là A99 nâu này và A99 xanh. Thiết kế này mang đến các chị mình một cái sự trải nghiệm vô cùng là đắt giá đấy các chị. Bởi vì thật sự là cái form dáng cũng như kiểu cách các chị nhìn có yêu không, nhìn có xinh không mọi người. Áo này em có sự gợi ý cho các chị mix được cả quần và chân váy. Chị nào cá tính thì mix với quần suông một chút, quần ống loe. Thích cái sự basic đơn giản, tối giản thì mix với chân váy bút chì hoặc chân váy suông A hoặc chân váy đuôi cá. Nói chung là mình có rất nhiều kiểu mix với một chiếc sơ mi, nhưng mình biến tấu cho em thành nhiều cái phong cách khác nhau. Dáng sơ mi này có phần tay sẽ là tay loe nhẹ, nó rất là bay, tay cánh tiên của em đó mọi người. Các chị nhìn thấy mềm không này, bay dáng, thoát dáng. Cầu vai bên trái thì được thiết kế kết hoa, đính ngọc trai cho mình. Vòng cổ thì được may là dáng vòng cổ ngọc trai rất là sang rồi. Tất toàn là quý cô thanh lịch thôi các chị nhá. Màu này là màu nâu cho em này, có màu nâu. Các chị nhìn thấy chất mềm mát không này, mát mà nó bay như này luôn. Lụa đấy các chị ạ, lụa nhập khẩu đấy. Màu này là màu xanh, hai màu đều xinh các chị ạ. Hai màu đều xinh, hai màu đều nhẹ. Các chị nhìn thấy chất liệu chưa? Giá bao nhiêu? 269.000. Thật sự là chưa đến 300.000 cái áo này các chị ơi. Chưa đến 300.000 một chiếc áo sơ mi mà còn là lụa tằm nữa chứ. Lụa tơ tằm nữa các chị ạ. Nó quá tuyệt vời đúng không mọi người? Trà ơi tư vấn cho chị nhé, 62kg mặc vừa không em? 62kg chị mặc sơ mi này vô tư. Form này của em là form suông. Trà đang cầm trên tay là size S mà các chị nhìn cái form đã mê chưa? Sơ mi lại thì nó lại là form dáng kiểu basic. Thả buông ra thì lại thoải mái. Dạ đúng rồi, cái mẫu này mà hôm nay 269 là các chị chốt liền tay luôn á. Chốt liền tay luôn đấy mọi người. Chốt cho em nha, ủng hộ luôn cho Trà và công ty đấy các chị. Xả 99, bữa nào chắc là em phải mặc lên thật các chị ạ.
xả 99, mình chốt nốt cho em hai màu nhá. Em ơi cho chị xem lại cái set xả 94 với. Chị ơi, xả 94 là bộ nâu tây này chị. Xả 94 sẽ là bộ nâu tây này, giá là 499 ạ. Bộ này không cần chuyển khoản nhưng mà vui lòng chắc chắn nhận hàng thì hãng chốt cho em nhá. Bộ này là bộ xả 94. Hiện tại mẫu xả 94 công ty đang có mức giá trên livestream ngày hôm nay là 499. Mẫu xả 94 có giá là 499.000, mình lên đơn cho em nha. Với thiết kế này hôm nay có size các chị mình đủ luôn đấy. Em có S, có M, có L và có XL các chị mình nhá. Giá là 499 thôi. Hợp lý ha mọi người. Hợp lý quá luôn đúng không các chị? Đây, 499.000. Xả 94 1m50 mặc dài quá không em? Dạ không đâu chị ạ. 1m54 mình mặc cho em khoảng tầm qua gối như này đây. Cái chiều dài chị mặc nó sẽ phải tầm này nhá. Đấy, tầm như em bướm ấy. Em chào mặc thì đến đây đúng không? Nhưng mà em sẽ để thấp xuống một chút thì nó sẽ tương đương với chiều cao của chị. Nó khoảng tầm qua gối thôi chị, nó không dài đâu, nó vẫn là dáng công sở mà. Dáng công sở phù hợp các chị mà. Lên cho em mã này là xả 94 nha các chị. Mẫu em đang cầm màu nâu là xả 94. Bộ em đang mặc là gì? Bộ em đang mặc là VIP nhưng mà hết rồi. Chị nào thích bộ VIP này nhắn tin đi xem có còn dư 2 bộ, 3 bộ nào đấy không thì em không dám chắc nữa. Lên nó cho em bộ em đang mặc là bộ VIP, còn bộ em đang cầm là xả 94 nhá. Còn chị nào có câu hỏi gì nữa không để Trà giải đáp nốt nào. Sau đó là Trà chuẩn bị kết thúc live rồi mọi người ơi. Em chuẩn bị kết thúc live stream rồi, các chị có câu hỏi hay là mình muốn lên lại cái gì, mình muốn xem mã nào thì các chị bình luận ở dưới cho em đi. Em chuẩn bị kết thúc live stream rồi mọi người ơi. Mặt em giống như cái bánh bao quá các chị mình ạ. À, giống như một cái chiếc bánh bao ấy chị mình. Chị Đoàn Dừa, ok chị, em thấy chị chấm hay cảm ơn chị rất là nhiều. Cho chị xem lại set dạ len á. Dạ len là chị hỏi bộ nào? 0291 ạ. À? 0291 này á chị. 0291 đúng không? Bộ VIP bao nhiêu shop ơi? Chị Lê Thị Hiền ơi, set VIP có giá cả đầm cả áo khoác luôn là 1.199.000 chị ạ. Set VIP có giá là 1.199.000, vừa đầm vừa áo khoác. Nhưng em không dám chốt bởi vì đầm với áo khoác lẻ sai rồi chị ạ, thế nên là chị mình có thể lấy rồi cũng được. Hoặc là chị muốn lấy cả set luôn thì chị nhắn tin thông trang pet bảo bạn ý xem là tìm hộ chị xem còn không chị nhá, chị Lê Thị Hiền nhá. Đây chị mình muốn xem bộ dạ này đúng không, dạ u mỉ. Đây là dạ u mỉ 0291. Bộ 0291 này để em check lại sai. Bộ 0291 để Trái check lại sai nhá. 1S, 1M, 1L. 1S, 1M, 1L. Giá là 599. Chuyển khoản cho em riêng set này chuyển khoản. 1S, 1M, 1L các chị nhá. Lên cho em là 0291. Bạn này có giá lên livestream của em là bao nhiêu ạ? 599. 599 nhá các chị. Mã sản phẩm là 0291, giá 599. Còn size M không shop. Size M chị nhắn tin đi, hỏi giúp em Trà xem. Bởi vì ngày mai các bạn mới kiểm hàng mọi người ạ. Mai các bạn ấy mới kiểm, tối nay thì đêm rồi các bạn ấy sẽ mai mới trả lời các chị nhá. Cho chị xem bộ di lê kẻ xanh, ok em lên luôn. Mã này chốt cho em là 0291 nha cả nhà. 0291 duy nhất cho các chị size SML. Đây, bộ di lê này em chốt nốt cho đó là em chuẩn bị nghỉ nhá mọi người ơi. Chà chuẩn bị kết thúc rồi, còn chị nào có điều gì hỏi em nữa không mọi người? À chị xem sơ mi á, sơ mi A99 em vừa lên á chị, hay mã nào? Chị Vũ Mai Na. Lên mẫu này cho em là di lê này. Chốt cho Trà là 0206. Di lê có tên gọi, mã sản phẩm là 0206 nhá. Bộ này mình lên cho em là 0206 kẻ sáng, 0206 kẻ tối các chị nhá. Có hai màu sáng tối. Màu tối như màu em đang cầm nó thiên về màu xanh navy. Thì các chị chốt cho em là 0206 kẻ tối. Kẻ tối em có 1S, 1L, 1XL, 3 set nha các chị. 299.000 nguyên một bộ di lê. Cái này là tặng thôi để cho nó hết luôn đấy mọi người. Vì nó lẻ quá, có 3 bộ để giữ làm gì đúng không các chị. Bộ này mình lên cho em là 0206 nha. 1S, 1L, 1XL, giá 299. Còn bộ trên tay em đang cầm các chị chốt tiếp này. 0206, màu này là màu ghi. Có giá lên trên like cũng là 299. Tuy nhiên cái màu kẻ sáng này em chỉ còn L với XL thôi. Các chị lưu ý sai nhá. Kẻ sáng mình có L với XL. Kẻ tối thì mình chỉ có SL, XL. Các chị mình, áo đằng sau em đi hoa đi. Áo đằng sau em hoa là cái áo này đấy chị đúng không ạ? Bạn này mình chốt cho em là A99. Chị Cao Thị Bình ơi, mình chọn đi. Chọn hai màu đấy cho em. Size nó lẻ lắm rồi chị, 299 là công ty tặng lắm.
công ty tặng mất các chị đó ạ. Đây có phải sơ mi hoa này không chị? Thôi em chuẩn bị kết thúc đây mọi người ơi. Chả kết thúc livestream nhé mọi người. Mọi người có thể chốt qua like hoặc là chốt qua tin nhắn cho em nhé mọi người nhé. Tất cả các chị yêu có thể vui lòng chốt qua tin nhắn cho Chả để được ưu tiên được không các chị? Em lên nốt mã này sau đó em nghỉ nhá. Áo sơ mi này là A99. A99 chất liệu lụa tằm có màu xanh SMLXL. A99 có màu nâu SMLXL. 0206 kẻ tối size S, chị Cao Thị Bình nhắn tin xem có còn không nhá. Bởi vì em nhớ là hình như có 122S gì đấy. Chả nhớ là có 2S gì đấy ạ. 30 giây chốt nốt sơ mi để Chả kết thúc livestream nào mọi người. Còn riêng bộ VIP em đang mặc. Riêng bộ VIP em đang mặc, chị nào thích thì vui lòng nhắn tin vào trong trang page cho em nhá. Yêu thích set Chả mặc nhắn tin trong trang page hỏi em ơi có còn không? Còn thì lấy cho chị 1 đến 2 set hoặc là còn thì nhặt cho chị một bộ size gì đấy chẳng hạn. Hoặc màu đỏ hoặc màu xanh thì để các bạn ấy chú ý với cái đơn hàng của mình hơn. Còn trên live thì bộ Chả đang mặc là tạm thời hết hàng. Ok, cảm ơn các chị rất là nhiều. Mã này em chốt nốt nha mọi người. A99 giá là 269 ạ. Lụa tơ tằm, màu này là màu xanh, màu này là màu nâu nhá. Ok nha các chị. Thôi các chị đẹp ơi, bây giờ thì cho phép là Chả thay mặt công ty iMod nha các chị nha. Gửi gì ạ? Gửi lời chào. Gửi lời chào và gửi lời chúc đến các chị em mình. Chúc các chị mình có một buổi tối vui vẻ và có một giấc ngủ thật là ngon. Ngày mai thì bắt đầu vào những cái công việc mới đúng không ạ? Dự định mới. Và các chị em mình đừng quên, lịch livestream của công ty sẽ diễn ra có thể là hết tuần này các chị mình nhá. Thế nên là các chị cố gắng là mình xem theo dõi cho em đều 2K. Trưa thì sẽ có là ca livestream 11:30. Buổi tối thì mình sẽ có ca livestream một lúc 8 giờ tối và trưa là 11 rưỡi trưa. Mình sẽ có 2K. Nếu như mà chị nào rảnh giờ nào thì mình vào theo dõi giờ đấy cho em. Bởi vì mỗi một ca livestream bản thân của Chả cũng không biết là dự định like cái gì đâu. Vì hàng đại lý gửi về như thế nào. Đây, em sẽ quay cho các chị xem. Ngày mai nhá, đặc biệt là ngày mai mình sẽ khui ngay cái bao này ra để like cho các chị mình này. Đó, mỗi ngày một sản phẩm cực kỳ chất lượng. Và đây là những cái sản phẩm xả kho sẽ đang gọi là thu hồi của các chị đại lý về để lên cho mình trên livestream. Thế nên là các chị cố gắng là theo dõi cho em nhé. 11 giờ trưa và 8 giờ tối hàng ngày